Con hay nằm mơ thấy tai nạn và người chết, đám ma của người thân bạn bè, thậm chí có một người quen lâu rồi không gặp. Con rất sợ hãi, bình thường con vui vẻ và không trù ẻo hay gì xấu cho họ. Hỏi con không hiểu vì sao lại như vậy. Nếu mơ thấy ác mộng vậy con phải làm sao? Nói với nó không muốn thấy nữa. Mình nghĩ vậy nè. Mình cứ nghĩ á, hồi đó trong cái quẻ dịch á, nó có một câu vậy nè. Thủy giả tài giả, nước cũng là tiền. Mình nằm chiêm bao mình thấy xấu là tốt. Trời, mình thấy đám tang là tốt. À, mình thấy mình té vô đống phân sắp trúng số. Mình cứ nghĩ tốt đi. Thí dụ như quý vị sợ chụp hình ba người, tại vì mình cứ nghĩ cái mặt xấu không à. Hỏi ba là xui, mà hỏi giải thích cái ba đó là gì nói không được. Nhiều thay vì mình nói ba là xui, tại sao mình không nghĩ ba là hên? Tại vì ba là tam bảo, Phật Pháp Tăng. Ba là đa tài, đa phúc, đa thọ, phước lộc thọ. Ba ông phước lộc thọ đó, ông cũng đứng đó, mà đứng hoài có ai chết đâu. Rồi Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng ba tượng đó, gọi là Tây Phương Tam Thánh đó. Rồi trong các chùa mình thờ giữa Phật Thích Ca, hai bên Quan Âm, Địa Tạng, tất cả các vị đứng ba hết, mà mình lại muốn chết luôn. Còn mình giờ đứng ba sợ. Có nhiều khi chụp hình hết giờ rồi mà cứ đừng chụp ba, đừng chụp ba. Pháp Hòa nó đừng lo, em đứng giữa. Thôi vậy em lãnh cho. Hết giờ rồi mà cứ đừng chụp ba, đừng chụp ba. Đừng có sợ mấy cái đó. Đạo Phật không có sợ mấy cái chuyện vớ vẩn như vậy. Đạo Phật không phải nằm ở trong mấy cái chuyện ba bốn đó. Mà tại sao tâm tư của chúng ta tối ngày cứ nghĩ đến cái chiều xuống mà không nghĩ đi lên? Thí dụ có một câu chuyện thiền nè. Có cái ông đó, ông ta ông khoe. Ông nói bạch hòa thượng, lúc này á, con ngồi thiền, con tu tập giỏi lắm. Thế ông thế này thế kia, ông nói đủ thứ. Cái hòa thượng nói, mồ Phật, vậy ông không phải là con người. Trời ơi, ông giận lên, tôi không phải là con người là con gì? Cái hòa thượng nói, thì ông không phải là con người, ông là Phật. Cái ông nói, vậy sao ông nói sớm? Tại vì thường thường mình nghe mà ta chịu, nó nói câu mình không phải là con người là mình nghĩ mình là gì. À, chắc ông chửi tôi là con chó, con mèo vậy phải không? Mà mình không biết rằng ngoài con người, con chó, con mèo, nó có ông Phật. Hiểu ý không? Thì nói, ông phải là con người, tôi là con gì? Thì ông là ông Phật, tại ông khoe, ông hết tham, hết sân, hết si, hết phiền não. Hiểu ý không? Ừ. Có một ông kia, ông cũng tự cao, tự đắc lắm. Ông tới, ông gặp hòa thượng. Hòa thượng, tôi nghe người ta đồn á, ai cũng nể cả ông. Ông nói ai cũng nghe phải không? Tôi hả? Không bao giờ tôi nghe ông. Nói vậy xong cái mồ Phật, đạo hữu xích lại đây tôi nói này cho nghe. Cái ông xích lại một chút. Cái hòa thượng đấy, xích lại đây tôi nói cho nghe. Xích lại một chút. Ông ngồi xuống đây tôi nói cho nghe. Cái ông ngồi xuống, mồ Phật, ông nghe tôi rồi. Hiểu chỗ đó không? Rồi chừng bị mấy ông hòa thượng gạt nghe không? Làm sao để vượt qua phiền não khó khăn trong hôn nhân, công việc, kinh doanh? Em chưa có hôn nhân. Em không biết. Em không biết. Không sao, em mở dịch vụ mà. Thật ra đó quý vị nên nhớ là khi mình chấp nhận một người đối phương nào đó để mình chấp nhận sống chung,
Và mình thường nói với nhau là mình tìm một người bạn đời. Người bạn này sẽ cùng với mình đi suốt cuộc đời này. Và mình thường gặp ai mình cũng khoe rằng đây là nhà tôi, my home. Tiếng Việt Nam có nhiều từ gọi vợ chồng rất là thân thiết. Nhà tôi, bà xã, ông xã. Sống sao mà sanh nguyên một bầy con, nguyên làng, nguyên xã nhau. Như vậy mình chấp nhận người đó không phải chỉ là một người tình theo nghĩa của thế gian thông thường. Từ cái đó nó đưa cái cuộc sống vợ chồng đi xa hơn, có nhiều cái ân tình hơn, và lâu năm nó thành ra cái nghĩa gọi là tình nghĩa. Mới đầu mình gặp nhau mình sống bằng tình thôi, tình của người nam và người nữ. Nhưng sống lâu ngày rồi thấy cái nghĩa nó sanh. Khi mà mình hết duyên với người đó, mình gọi là vợ chồng á, mình cảm thấy là mình không hợp với người đó nữa. Nhưng mình hết duyên, nhưng mình nhìn xuống chút nữa thì mình thấy là duyên mình giữa với người này còn là giữa con cái. Cho nên đôi khi á, đừng có vì cái chuyện vợ chồng không hợp nhau mà ly dị. Chúng ta cắt cái duyên này ở trên, nhưng rồi cái duyên dưới này chúng ta cắt luôn thì tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Có đôi vợ chồng Việt Nam á, tại sao chúng ta vẫn sống chung được tới già là đâu phải không gây đâu, nhiều khi gây còn hơn nữa. Nhưng mà cái nghĩa nó bao bọc. Và người Việt Nam mình có cái hay nữa là mình biết nhìn nhiều cái đoạn của cái duyên. Duyên này là duyên vợ chồng, duyên này là duyên con cái, duyên người thân, cho nên giữ được. Cho nên trong hôn nhân á, không bao giờ mà không có những vấn đề. Vì mình ngồi lại, mình nhìn cái vấn đề hôn nhân này, những khó khăn này nó xuất phát từ đâu, để đi tìm ra được cái nguồn cội. Tại vì bất cứ một cái problem nào nó đều có cái nguồn cội, và nó đều có cái cách để giải quyết hết. Tại vì trong đó có mình mà cũng có người. Nếu mình muốn cuộc hôn nhân này được tiếp diễn trong hạnh phúc, trong an lạc, thì mình phải có phương pháp. Thương chưa đủ, phải hiểu. Thương phải có hiểu, không có hiểu không có thể duy trì tình thương lâu. Cho nên từ bi phải có trí tuệ. Không, trong từ bi không có trí tuệ thì từ bi này sẽ trở thành ra dại dột, bi lụy. Nhưng mà nếu từ bi không, trí tuệ không mà không có từ bi thì khô khan. Cho nên trong từ bi phải có trí tuệ. Trong trí tuệ phải có từ bi. Vì vậy mà không phải riêng một cuộc hôn nhân, mà tất cả mọi hình thức kết hợp. Thầy trò nè, anh em nè, bạn bè nè, đối tác làm ăn nè. Nếu chúng ta mà không có những cái phương thức uyển chuyển, linh động, ôm ấp. Cho nên trong cái tình của tất cả đó, nó có rất nhiều những cái gia vị trong đó. Bao dung, tha thứ, hy sinh, nhẫn nại rất nhiều để nó có thể duy trì mọi cái mối quan hệ trong cuộc sống. Không có những cái đó, nó không ra cuộc sống đâu. Cũng giống như quý vị nêm thức ăn mà chỉ một thuần một chất muối thì cũng không ngon. Hay là thuần một chất đường cũng không ngon, mà phải có muối, có đường, có tiêu, có ớt, có ngũ vị hương, có cà ri, có bột nghệ, đủ các gia vị và tùy theo các món. Thì Phật giáo, Đức Phật dạy chúng ta cũng vậy. Trong cái tình yêu là một sự xây dựng. Mà sự xây dựng này đâu phải chỉ xây dựng rồi để đó, mà xây dựng này phải có bảo trì, phải có maintenance. Cho nên mình gọi là xây dựng mà, là đây là một cái construction. Nhưng mà không có maintenance, nó sẽ destruct, tức là nó sẽ tiêu hủy, nó sẽ tan biến. Construct, maintenance, otherwise destruct. Xây dựng, bảo trì, không thôi là nó sẽ hư sụp. Không phải chỉ riêng trong vấn đề tình cảm vợ chồng, tất cả mọi thứ tình cảm. Tại vì con người là sống bằng tình và cảm. Tình là cái thay đổi, nhưng mà cảm là cái thông. Cho nên cảm rồi mới thông, thông rồi sẽ cảm. Cho nên mình không cảm thì không thông.
mà không thông thì không thể cảm, chứ gọi là thông cảm hay là cảm thông, nó đều hỗ trợ. Cho nên những phiền não nhất định phải có, nhưng quan trọng là chúng ta có phương pháp. Thái Hòa hay thưa với đại chúng, có Phật pháp là có phương pháp. Phật dạy rất nhiều những giáo lý để chuyển hóa những tâm hành khó chịu của mình, để làm sao ôm ấp được những người xung quanh, chứ không phải chỉ riêng vợ chồng con cái. Có dịp quý vị mở kinh Kinh Thiện Sanh ha, bấm lên internet đó. Phật dạy Kinh Thiện Sanh. Và nếu quý vị mở bài kinh đó ra, quý vị đọc xong rồi nghe những bài giảng dạy về Kinh Thiện Sanh, rồi đọc luôn cả bài Kinh Hạnh Phúc hay là Kinh Phước Đức. Con người sinh ra là mang tội, kiếp người ai cũng mang tội. Con thấy chỉ có đi tu, con người sẽ từ từ hết tội. Nhưng một điều, muốn có một cuộc sống thì kinh doanh đi hoặc đi làm. Nhưng trong nhà Phật không cho phép mình kinh doanh đi làm. Nói oan cho Phật. Phật đâu có biểu mình không được đi làm, không được kinh doanh. Nhưng mà kinh doanh có đạo đức, đi làm có đạo đức. Kinh Thiện Sanh có dạy đủ hết. Quý vị về bấm cái bài kinh đó đọc. Đọc không chưa hiểu, tìm những bài giảng. Đức Phật có dạy, Pháp Hòa có soạn một cái bài kinh mà do Phật dạy. Nghĩa là mình muốn kinh doanh, muốn làm giàu, thì chúng ta sẽ kinh doanh và làm giàu trong cái đạo đức. Quý vị nhớ á, Phật giáo có hai cái giáo lý. Có những người người ta không thích cái cõi ta bà này nữa, tội cõi ta bà này khổ lắm. Người ta muốn sanh về cõi cực lạc Tây Phương, cho nên Phật dạy người đó tu tập như thế nào để khi họ xả bỏ cái thân đời này, họ sanh về cõi an lạc tịnh độ của Phật. Nhưng cũng có những người, người ta vẫn còn thương thích thế gian này, thì Phật sẽ dạy cho họ tu tập như thế nào để họ vẫn trở lại cõi đời này mà đúng theo họ. Ai ở đây đọc kinh Dược Sư sẽ biết chuyện đó. Người giàu có, muốn quan chức, muốn địa vị, muốn cầu con trai, con gái, cầu tất cả mọi cái phương pháp của thế gian. Nhưng Phật đều dạy cái phương pháp tìm những cái việc mình muốn đó qua con đường đạo đức. Đại chúng nhớ, đạo Phật không hề cấm cản chúng ta làm những gì để chúng ta có được cuộc sống. Nhưng Đức Phật có một điều rằng, dạy chúng ta luôn luôn phải có đạo đức trong mọi việc làm của mình. Thí dụ Đức Phật dạy làm ăn buôn bán nhưng né tránh có những công việc không nên làm. Thí dụ như buôn bán súng đạn, buôn bán những chất độc tố, buôn bán những thứ nghiện ngập như là xì ke, ma túy, rượu chè, bia rượu, thì Đức Phật dạy chúng ta đừng nên. Và thậm chí buôn bán người, tổ chức những chỗ mại dâm, những cái nơi mà làm điều bất chánh, tổn hại đến con người, vân vân, Phật không cho làm mấy việc đó. Còn cái chuyện quý vị đầu tư kinh doanh bình thường. Thậm chí Phật còn dạy người có tài sản phải biết chia tài sản tiền của mình ra 5 việc. Trong đó có một việc là đầu tư làm ăn, rồi để dành một phần để dưỡng già hữu khi hữu sự. Rồi Phật còn dạy mình phải giúp đỡ người thân, phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ người thân, phụng dưỡng cha mẹ, bố thí làm lành. Phật dạy rất nhiều. Rồi trong đó Phật dạy có một bài kinh khác Phật dạy đó, một người cư sĩ có 4 cái điều an lạc. Trong đó tiền của làm ra bằng mồ hôi nước mắt của mình là một điều an lạc. Tài sản mình có được sử dụng một cách chân chánh là an lạc. Có nhiều người làm cực mà sai bẫy. Không? Cho nên Đức Phật dạy làm cực là một an lạc, mà xài đúng là một an lạc. Cái thứ hai, một cái an lạc nữa là sống không có tội lỗi, không làm những điều tội lỗi là an lạc. Cho nên đọc trong kinh Phật rồi mới thấy là Đức Phật Hòa nói với đi vậy là Đức Phật là luôn luôn hướng về con người mà hướng dẫn, chứ Đức Phật không có dạy gì khác đâu. Mà khi mà chúng ta sống trong đời sống này á, chúng ta có những an lạc hiện tại rồi đó, đừng lo chuyện vãng sanh của chúng ta, nhất định thôi.
Tại vì cái nhân mình như vậy thì nó sẽ là an lạc của cái đi lên thôi. Còn thí dụ như nếu nó có tái sinh là cõi này đi nữa, chúng ta không rơi rớt vào những cõi khổ. Cho nên luân hồi là gì? Không cần phải chấm dứt luân hồi nữa. Luân hồi là sự trở lại. Nhưng nếu chúng ta không khổ đau vì sự trở lại thì đó là sự vượt thoát khỏi luân hồi. Không khổ đau với những cái bình. Thí dụ có ai mà đi đường mà đèn đỏ mà ngồi khổ không? Bình thường thôi, là mình biết đây là cái luật đi đường. Cho nên mình những cái gì trong cuộc sống này, giống như đói phải ăn mà ngồi khóc không, chờ tôi đói tôi phải ăn tôi khổ ghê vậy. Đói thì ăn, khát thì uống, cuộc sống nó bình thường như vậy. Cho nên cũng đừng có nghĩ rằng, thí dụ mình nói là con người mang sinh ra là mang tội đó. Không phải là tội, đúng hơn là chúng ta đều có cái nghiệp của mình. Quý vị về á, mở lại cái bài giảng của Pháp Hòa. Nghiệp cũ, nghiệp mới. Cái bài giảng nó tựa vậy đó. Thì khi mà cái bài kinh đó đó, Đức Phật dạy chúng ta là chúng ta có mặt, chúng ta đều có hai loại nghiệp. Đó là nghiệp cũ. Nhưng mà từ cái nghiệp cũ này á, một là chúng ta tu tập để chuyển hóa, còn không khéo chúng ta tạo thêm nghiệp mới. Rồi cũng cái nghiệp cũ đó mà chúng ta khéo tu thì từ nghiệp cũ này nó chuyển và nó sanh phước. Pháp Hòa ví dụ nè, mình có con mắt. Nhưng nếu chúng ta dùng con mắt để nhìn người và cảm thông cho người, để thương yêu người thì mắt này tạo ra phước chứ. Nhưng nếu mà chúng ta có, con xin lỗi, nếu chúng ta sinh ra con mắt chúng ta nó không bình thường, nó hư, mà chúng ta còn không biết nhìn người bằng cặp mắt thương yêu đó, mà còn phán xét, còn soi mói người, thì cái nghiệp cũ này nó chồng theo cái nghiệp mới nữa. Còn nếu mà chúng ta từ cái nghiệp con mắt này mà chúng ta biết nhìn người bằng một cặp mắt thông cảm thương yêu thì nó chuyển nghiệp, nó tạo phước. Thế thôi. Bàn tay này có thể làm ra hàng ngàn hàng tỷ việc chứ không phải việc lành, nhưng cũng bàn tay này có thể tạo nên những điều bất như ý. Quý vị có nhớ Tôn Ngộ Không không? Biết không Tôn Ngộ Không phải không? Có nhớ một cái lúc nào đó là bị một cái nạn đó, Tôn Ngộ Không dứt một cái lông khỉ ra, thổi cái phù cái nó ra cái nhà, thổi cái phù nó ra cái con khỉ khác không? Cái chỗ đó để nói lên cái ý gì? Người biết ứng dụng quyển chuyển, gặp lúc nguy cơ một sợi lông cũng có thể làm ra việc. Hướng dẫn chúng ta. Gặp cái thời khó khăn, cơm không đủ ăn, chỉ có một bát gạo, chúng ta nấu cháo. Cháo đặc không được, nấu cháo loãng, để làm sao duy trì sự sống cho mọi người. Pháp Hòa nghe kể rất nhiều việc đi vượt biên. Lên trên tàu mà khó khăn, lúc đó mỗi người chỉ được một giọt nước thôi, mấp mấp trên miệng để duy trì sự sống thôi. Lúc đó không phải là một sợi lông khỉ là gì. Không, khi nào chúng ta có uống thì cứ thoải mái, nhưng có những lúc chúng ta chỉ cần một giọt nước ở trên môi mình thôi để duy trì sự sống và sự khô khan của mình. Cho nên đừng có hiểu lầm Phật không cho mình kinh doanh làm ăn nha. Mình phải có đạo. Nếu không có làm ăn, không có tiền. Không có tiền, không có cúng. À, biết ơn thầy, các anh chị đã dành thời gian quý báu thuyết pháp. Mỗi ngày con thường trì tụng kinh Địa Tạng, nhưng cũng vài hôm con bận và 2-3 ngày không trì tụng. Những buổi tối ấy con sẽ thấy những hương linh. Dạ thầy giúp con nên tiếp tục trì kinh không ạ? Cứ tiếp tục chứ có sao. Người ta đến để người ta nhắc nhở mình. Nếu có không? Thật ra mình tụng kinh đều có các vị hộ pháp thiện thần, hay là tất cả những các vị người ta đến người ta nghe. Ở đây có ai từng cho chim bồ câu ăn không? Nếu bữa nào mình không cho ăn, nó có tới nó tìm không? Chưa phải không? Pháp Hòa thấy có nhiều chỗ Pháp Hòa tới, bữa nào mà quên á, bồ câu nó bay tới nó đậu trên cửa, nó gõ cái mỏ nó vô trong cái kiến nó nhắc. Thà nó bồ câu mà nó còn biết tới giờ mình cho nó ăn,
không có sao hết, mình cứ trì. Còn thí dụ sợ đó, thí dụ mà mình sợ đó, thì có thể bữa nào mình nóng tụng thì mình thưa: hôm nay con bận, con không có trì kinh được, các vị hoan hỷ cho. Cái gì cũng tất cả đều do tâm thức của mình hết. Mình nhận thức nó không được ổn thì mình lại có lời thưa để nó ổn. Quý vị đi khách sạn, đi đâu ngủ, mình ngủ mình thấy giấc ngủ mình nó không có bình yên, giật mình dậy quý vị xin thưa liền: hôm nay con đến đây đi du lịch 3 ngày, con sợ ở đây, thôi con xin phép quý vị cho con được ngủ ở đây 2 đêm 3 đêm rồi ngủ ngon. Cái gì cũng do tâm hết, phải không? Và trong cái cõi tâm linh đó, mình không thấy mà mình cảm nhận thì cứ đáp ứng lại bằng cái tâm linh của mình. Trước hết con cảm ơn Thầy đã dành thời gian xuống Halifax xa xôi để chúng con có bữa ăn tinh thần này. Thật ra lòng con hiện tại đang rối bời vì những công việc hiện tại. Thầy đã đến lúng lúc, những gì có thể giúp con hiện tại là những lời nói động viên của Thầy. Mong Thầy cho một con một vài lời để lòng con an yên vượt qua lúc này. Nãy giờ nói hơn tiếng rưỡi rồi, nói còn nói vài lời gì nữa. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa đại chúng rồi, khi mà mình nhớ rằng trong cuộc sống này chúng ta đều có những cái cuộc thử thách, và người xưa thường dạy chúng ta rằng vạn sự khởi đầu nan, cả hàng ngàn việc chúng ta bắt đầu đều từ sự gian nan hết. Nếu quý vị nào có mặt ở đây của 40 năm trước, quý vị hỏi quý vị đó, khi vừa đặt chân đến Halifax này đã sống những ngày đó như thế nào? Pháp Hòa ở đây là 36 năm. Ngày nay quý vị thấy có chùa chiền như vậy, nhưng mà Pháp Hòa cũng phải đi qua 36 năm trường khó nhọc, cho đến bây giờ vẫn chưa dứt. Vì bất cứ thời đại nào nó đều đi theo những cái khó nhọc của cái thời đại đó. Quý vị lo một cái mortgage, Pháp Hòa ba cái mortgage. Tại vì ở đây mình muốn xây dựng là phải mượn tiền, mượn nợ ngân hàng. Và chính phủ đâu có cho mình free điện, free nước gì đâu. Mình đều phải trả tất cả mọi cái chi phí như tất cả quý vị ở ngoài. Mà quý vị cứ tưởng một cái nhà của mình bao lớn, và hàng tháng mình trả tiền điện, tiền nước nhiêu. Chùa nó gấp 10 lần cái nhà của mình, thì tiền điện, tiền nước mỗi tháng phải bao nhiêu? Tiền gas, tiền bảo hiểm. Bảo hiểm ở đây, đây cũng là hai loại bảo hiểm, phải không? Bảo hiểm building, tức là cái nhà, và bảo hiểm những dụng ở, những vật ở trong cái chùa đó. Cái chuông, cái mỏ, tượng Phật, kinh sách đều phải có bảo hiểm hết. À, mình mua bảo hiểm cái tòa nhà mấy ngàn square feet đó, rồi phải mua luôn cái tất cả những gì có trong cái chùa đó. Nếu mà quý vị chịu ngồi nghe than, em là cả một núi, một hầm, một lò luôn. Nhưng mà nhớ là cuộc sống nào cũng phải có những khó khăn và thử thách. Nhưng mà tất cả những sự khó khăn và thử thách đều sẽ được qua hết. Nhớ trong lòng một câu: không có cơn sóng nào mà trồi hoài không lặng. Sóng nhồi nào cũng phải có lúc nó lắng xuống. Nếu như á, Đức Phật dạy trong kinh á, nếu mình có một nắm muối, nếu nắm muối đó bỏ vô ly này thì nó mặn. Nhưng nếu nắm muối đó bỏ ngoài sông, nắm muối đó không là gì hết. Nắm muối này là gì? Là nghiệp của mình. Nhưng nếu phước mình như cái ly này thì nó mặn lắm. Còn phước mình như sông thì nắm muối đó không ăn thua. Tất cả những nghiệp lực của chúng ta như một nắm muối trong tay. Nhưng sự tu tập của tâm mình, sự định tĩnh của cõi lòng mình, mênh mông như đại dương, như biển, như sông, nắm muối đó, nghiệp lực đó không đủ để làm cho mình chùn bước, thối lui.
Cuộc đời Pháp Hòa không có gì giỏi hết, không có gì hay ho hết. Pháp Hòa chỉ có một chữ thôi, ráng. Chữ ráng khổng lồ vậy đó, lúc nào cũng ráng hết đó. Tại vì Pháp Hòa không có đi học, Pháp Hòa không có một khả năng gì hết. Mà ngày nay Pháp Hòa muốn làm được việc gì là cả một sự ráng. Và cuộc đời Pháp Hòa là luôn luôn có một chữ ráng rất là to. Mà nếu không ráng thì không có lết la tới bây giờ đâu. Thấy không? Thành thử thôi, quý vị thấy em ráng được 36 năm rồi. Mà còn ráng dài dài, ngày nào còn sống thì ngày đó phải ráng. Ráng tu, ráng làm, ráng học, ráng vượt qua. Rất nhiều cái ráng. Thấy không? Thành thử ra, nếu mà cái thất bại chúng ta dừng lại, cái thất bại đó mãi mãi sẽ là thất bại. Nhưng nếu thất bại đó chúng ta đi tới, thất bại này sẽ được chuyển hóa. Và Pháp Hòa đã tự làm một bài kệ cho mình. Thất bại mà dừng lại, thất bại thành thiên thu. Thất bại mà đi tới, thành tựu mới ngàn du. Làm thế nào có thể buông bỏ tánh ham muốn của bản thân? Thân nào mà không có ham, không có muốn. Nhưng mà có điều á, mình học Phật á, là để mình có chánh niệm về những sự ham muốn của mình. Ham muốn nó có hai loại: ham muốn thượng, ham muốn hạ. Thí dụ như mình ham đi chùa, ham bố thí, ham làm việc thiện, ham giúp người, cái đó là ham muốn thượng. Còn thí dụ như mình ham tiền, ham sắc gì đó, cái đó là ham muốn hạ. Mà bản thân của con người á, đã mang cái thân con người á, thì nó có những cái ham muốn của nó. Vì vậy cho nên mình tu á, là để mình điều chỉnh, mình điều phục nó, không để cho những cái ham muốn mà nó đi xa hơn những cái thường tình để làm đổ vỡ. Muốn được như vậy thì chúng ta phải tạo nhiều cái duyên. Chẳng hạn như là mình giảm những cái duyên mà tùy theo mình phải tự biết mình rơi vào cái nào để chúng ta né nó đi. Pháp Hòa ví dụ, mình có cái tính đó, ham nhậu, thì mình phải giảm duyên chơi với bạn nhậu. Và những nơi nào có nhậu thì mình phải né đi, để không có làm cho mình bị lao vào đó. Tại vì nhiều khi mình không tự thắng được. Đức Phật dạy điều này ở trong kinh ràng hoàng, chứ không phải tự nói. Đức Phật dạy có 7 phương pháp để làm cho mình né tránh phiền não. Thì trong đó có một phương pháp Phật dạy là: thứ nhất là mình điều phục, thứ hai là né tránh. Điều phục là sao? Thí dụ bây giờ quý vị sống trong xã hội nè, còn giao tiếp phải không? Thôi thì bây giờ hôm nào có tiệc tùng, đám cưới, đám hỏi, thôi nôi đầy tháng gì đó, mình uống chút xíu, nửa lon bia, lon bia gọi là xã giao. Nhưng nhiều đó thôi nha, không hơn. Đó. Thì chúng ta có cái chừng mực của mình, và có cái điều phục của chính mình, không để mình đi xa hơn nữa. Còn nếu như mà mình dễ bị dụ á, lon mạng thua gì, thôi lon thứ hai đi. Mà người ta đã nói được lon thứ hai thế nào, người ta cũng sẽ cúng mình thêm lon thứ ba. Mà riết cái mình không tự chủ được rồi, thì người mình sẽ bắt đầu thành một cái người ghiền, người nghiện. Và hơn nữa, đã vui với cái đó rồi, thế nào cũng đi tìm. Cho nên từ đó mình mất tự chủ. Vì vậy sẵn Pháp Hòa cũng nói, tại sao mà các thầy, quý vị hay nghe nó, ủa tại sao ăn chay mà không cho ăn hành ăn tỏi? Có bao giờ biết mấy chuyện đó không? Hành tỏi thì lẽ là nó là rau củ mà sao không ăn? Nhưng mà bởi vì trong hành tỏi nó nhiều cái chất kích thích. Mà người tu thì mình muốn giảm cái đó để mình đỡ cực. Thấy không? Thì thử ra người tu mình né cái đó đi. Để nó cái chất đó nó không ở trong người của mình nhiều. Cái gì cũng vậy hết. Tại sao mình không coi những cái phim ảnh, sách báo nó mang cái tính chất gọi là trần tục, tham muốn, bạo động, hận thù, sợ hãi, vì mình muốn giảm cái sự đam mê của mình
mà mình không tự chủ được tâm. Cho nên cái giới thứ năm á, cái giới thứ năm là cái giới không uống rượu, hút thuốc đó. Quý vị nghe giống như đơn giản vậy, nhưng mà thật sự ra nếu mà đúng, mình hiểu đúng là cái giới thứ năm là làm sao chúng ta có chánh niệm về những cái tiêu thụ hàng ngày của thân và tâm. Đối mặt thân là về thức ăn, rượu, chè, xì ke, ma túy, những gì đưa vào thân. Còn đối với mặt tâm thức hay là tâm linh hay là tinh thần thì chúng ta phải cẩn thận những gì chúng ta tiếp xúc qua mắt, tai, mũi. Nó không đưa vào, tại cái đó là ảnh hưởng tinh thần của mình. Thí dụ những cái phim mà mỗi lần mình coi là mình tăng trưởng cái bạo động, giảm coi. Quý vị thấy con nít không? Đó, mình cứ nhìn vô con nít là mình biết. Hễ nó coi phim bạo động nhiều á, là nó coi một thời gian là quý vị sẽ thấy nó bạo động. Động tới nó là nó cung tay, nó đá, nó múa, nó làm, nó quào, nó cào. Vì cái tánh bạo động bắt đầu đã hấp thụ trong người nó, trong tâm linh nó bằng con đường phim ảnh. Cho nên tại sao mình phải giảm những bộ phim bạo động không cho con nít xem? Mình phải giảm những cái phim ảnh mà nó có chứa đựng sự thèm khát, sự hận thù, sợ hãi trong đó. Tại vì mình không có phải thánh thần. Mình phải giảm duyên thôi à. Cho nên tại sao chúng ta vào trong chùa chúng ta tu? Tại vì trong chùa không có những cái phim ảnh đó. Thì cái sự tịnh tâm của mình, cái sự hướng tâm, cái sự tu tập mình nó mạnh thôi. Cho nên á, cái sự ham muốn á, nó bàn bạc trong cái xã hội ngày nay. Mà nhất là thời đại văn minh, gì đó, internet mà mạnh chừng nào, thì con người dễ xa với cái thực tế. Đừng có nói chi nội con người mà sống ảo trên mạng không, là mình thấy rồi, cũng đã quá trời rồi. Quăng cái hình lên thôi, để cái chụp xong rồi người ta để lên trên đó thôi, lát cái nó tiếng to cái mình nhảy vô liền, coi ai thả bom, thả tim, thả bông, thả gì rồi cái bắt đầu người ta comment đẹp quá chị, cái vậy hả em. Ăn một tô phở cũng bỏ lên, tô mì cũng bỏ lên, đi chơi cũng bỏ lên, làm cái gì cũng bỏ, mình cứ sống cứ lẩn quẩn ở trên đó đó. Thấy không? Mà thực tế dưới này mình quên. Chính bản thân người lớn đôi khi mình cũng sống lững lờ ở trên vậy đó. Rồi mình lúc nào mình cũng nghe những cái lời ở. Cho nên ngày nay người ta còn có nhiều cái hình thức hấp dẫn con người. Quý vị hỏi phải có Zalo không? Nó không. Thiệt từ là không có. Không có Zalo, Zaliếc gì hết. Không có Instagram gì hết. Đó. Mà cũng không có Facebook nha. Quý vị đừng có nghe thầy Pháp Hòa kêu gọi trên Facebook. Rồi họ chụp hình bỏ lên. Trời ơi, tưởng là mình rảnh lắm chụp hình xong bỏ lên mạng rần rần vậy. Không có thầy. Thiệt sự bao nhiêu năm nay Pháp Hòa chưa bao giờ. Quý vị có thấy qua cầm máy chụp ai không? Mà chụp gì không? Ai có hình em có thôi chứ em có hình ai. Cho nên mình, cái này không phải chỉ riêng cho giới trẻ mà hầu như tất cả con người chúng ta. Xã hội mà người ta càng văn minh tiến bộ chừng nào thì chúng ta cần phải có những cái điều chỉnh. Thật ra cái gì cũng phải do mình điều chỉnh thôi. Thời xưa con người cũng hư, chứ không phải thời đại người hư không, nhưng mà hư theo kiểu ngày xưa. Mà bây giờ cái phương tiện hư nó càng dễ hơn. Quý vị thấy ngày xưa con kia cái của mình kêu tắt đèn đi ngủ là nó đi ngủ. Còn bây giờ á, nó tắt đèn thôi mà nó không ngủ, tại vì nó còn có cái phone kế bên. Mình đóng cửa mình ngủ một cái rồi là bắt đầu nó mở ra, nó coi, nó đọc, nó làm cái gì trên phone. Có nhiều khi cả đêm nó không ngủ, rồi sáng mai nó không còn đủ sức khỏe để nó đi học. Thời xưa thì phim Tàu, thời của mình là phim Tàu. Nó đánh văng cái rầm cái hết phim.
cái mình cũng muốn biết coi đứa thằng này nó có chết không, cái lúc để tập thứ hai thứ ba vô, cứ như thế mà chúng ta thâu đêm suốt sáng thôi. Đối với người Phật tử tại gia, điều nào quan trọng nhất để tinh tấn trên con đường học Phật, để học hành buông bỏ hiệu quả? Tất cả con người chúng ta nói chung, học gì học, ráng làm sao giảm ba thứ: tham sân si. Tại vì nó là học trò của mình, nó là đệ tử của mình, nó là con của mình. Mà ngày nào tham sân si tiêu cực mà chưa có thể giảm trừ thì sự tu hành của mình nó còn cực khổ lắm. Ngay cả người đi xuất gia rồi mà sân chưa bỏ thì thế nào cũng có gây gỗ mỗi ngày. Tham chưa bỏ đó, sân chưa bỏ, si chưa bỏ được thì vẫn còn khổ dù đó là người xuất gia. Cho nên ba kinh đó, khi gặp con vật chết bên đường con nên làm sao? Nhiều khi mình đi đường mình gặp những con vật nó chết trên đường. Đây là cái chuyện Pháp Hòa làm thôi nha, Pháp Hòa chia sẻ đại chúng để làm thôi. Chứ thứ nhất là những con vật đó trên đường đi, người ta lỡ người ta cán nó chết, mình cũng chẳng bước xuống xe được, mình làm gì? Thôi thì cái duyên của mình gặp nó thì thường Pháp Hòa vừa gặp những con vật trên đường vậy đó thì Pháp Hòa nhiếp tâm lại, Pháp Hòa cầu nguyện cho con vật này sớm được tái sinh về cõi lành. Rồi mình, nếu mình biết thì niệm Phật thì mình niệm Phật, còn không thì mình trì chú vãng sanh, còn không mình gửi một lời lành như vậy đó. Mà Pháp Hòa luôn luôn là vậy, cứ hễ đi ai chở đi trên đường mà hay con vật nào nó chết bên đường là Pháp Hòa hay nhắm mắt lại nguyện cho con vật này sớm được sanh về cõi lành. Chứ còn hỏi dừng xe lại có con gì ăn được không? Bỏ tội. Thầy cho con hỏi là đọc kinh Địa Tạng Pháp Hoa ở nhà có được không? Dạ đâu có gì đâu không được. Kinh là để tụng chứ đâu phải kinh là để sợ. Đừng có sợ kinh gì hết. Chỉ có kinh khủng, kinh hoàng mới sợ thôi. Còn kinh Phật là không có gì sợ hết. Mỗi một bổn kinh của Phật chuyên chở một cái ý nghĩa thâm sâu từ thấp đến cao để cho chúng ta nương chúng ta tu tập. Quý vị đừng nghe bất cứ một người nào nói rằng kinh này được tụng ở nhà, kinh kia không được tụng ở nhà, kinh này phải ăn chay trường mới được tụng, kinh này những người ăn mặn không được tụng. Những câu nói đó, những tư duy đó đều là tà kiến lệch lạc hết, không phải của đạo Phật. Đừng nghe những câu đó. Không có một kinh gì mà quy định ăn chay mới được tụng. Như vậy là vẫn kỳ thị. Mà kinh điển là chứa đựng đạo lý thâm sâu, hầu chuyển hóa tâm thức của con người để cho con người sống tốt đẹp, chứ không phải nói trên chuyện ăn uống. Cho nên đừng bao giờ nghe những câu đó, và cũng đừng bao giờ dùng những câu đó đi hù dọa người khác. Đừng tụng Pháp Hoa ở nhà. Tụng Pháp Hoa ở nhà, nhà xui lắm. Dạy kinh này ai dám tụng? Đừng tụng Địa Tạng. Địa Tạng thế này thế kia, nó là ăn chay mới được tụng. Có nhiều người nói ăn chay trường mới được tụng chú Đại Bi, ăn chay kỳ không được tụng. Không có mấy chuyện đó. Cho nên rồi mình cứ nói mấy cái đó, rồi mình tin theo những cái đó, cuối cùng mình biến đạo Phật thành những cái hình thức gì đâu mà nấu ra gì hết trơn. Thầy nói tới đạo Phật là người ta ớn rồi. Ta thấy đạo Phật không có thực tế gì hết. Mà thực tế là đâu phải vậy đạo Phật đâu. Mà mình cứ đem cỏ rác gì mình cứ gắn vô cho đạo Phật không thì tội nghiệp. Cho nên Phật tử thuần thành đó, đó là lý do tại sao nếu không học Phật là sẽ rơi vào những chuyện như vậy. Nếu không học Phật Pháp, không nghe giáo lý thì sẽ rơi vào những cái chuyện chúng ta cứ tin mù quáng, tin những cái chuyện trời ơi như vậy. Cứ việc tụng kinh bình thường,
Ở đây câu hỏi này, có cần phải quy y không? Không. Không cần phải quy y. Nhưng quy y là một sự khuyến khích. Quy là gì? Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y là quay về nương tựa. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Cho nên nói đủ câu là quy y Tam bảo. Con xin quay về nương tựa Phật là người thầy dẫn dắt cho con. Con xin quay về nương tựa Pháp, lời dạy chân chánh để cho con sống có hạnh phúc bình an. Con xin quay về nương tựa Tăng, những bậc tu hành thay thế Phật truyền bá, cũng như những đoàn thể tu tập. Gọi là quy y. Quy y là trở về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng, để cho tâm linh mình có chỗ nương tựa. Và kể từ khi quy y thì mình nhận rằng mình là một Phật tử, đã có danh Phật tử, và nguyện sẽ sống đúng với bổn phận của một Phật tử. Và bổn phận của một Phật tử là không làm điều ác, nên làm việc lành. Và bây giờ, thế nào là không làm ác? Chúng con nguyện bỏ giết người hại vật, trộm cắp gian tham, tà dâm, nói dối, rượu chè cờ bạc, nói những lời hại người, nói những lời đấm thọc, nói những lời chửi rủa. Con nguyện giảm tham, giảm sân, giảm si. Đó là cái bổn phận của một Phật tử, là nguyện sống bỏ tất cả những cái xấu đó và hướng tâm ngược lại về những cái đó gọi là lành. Thay vì giết thì mình phóng, thay vì mình trộm cắp thì mình bố thí, thay vì mình tà hạnh mình tu chánh hạnh, thay mình nói lời đâm thọc mình nói lời hòa giải. Đó là bổn phận của Phật tử. Như vậy không bắt buộc quy y, nhưng khuyến khích nên quy y. Vì quy y là một buổi lễ để hướng tâm trở về, nhận mình là một Phật tử để mình tu tập thôi. Chứ không phải mình quy y để mình làm member, mình làm tín đồ. Dạ thưa không. Nhưng mà một tín đồ của đạo Phật phải có chất, phải có chất Phật. Chứ còn đừng làm tín đồ suông thì mình, đạo Phật không phải vậy. Cho nên nên quy y, nhưng mà không bắt buộc, nhưng mà khuyến khích. Quy y để mình sống tích cực cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Kính thưa Thầy, cho con hỏi, yêu có phải là nghiệp báo không? Vì con thấy có nhiều người đã đi tu mà cũng không thoát được. Vậy phải làm thế nào để thoát được nghiệp yêu? Khi lòng mình phát tâm yêu ai thì có bài kinh hay niệm nào giúp mình giữ mình hay không? Nếu muốn thì hỏi kinh, mấy bài kinh yêu này nhiều lắm đó. Có một bài kinh này hay lắm nè, nên tụng khi yêu. Em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian đâu. Đó là một bài kinh đó. Tại vì cái người này sau khi yêu đắm đuối rồi phát hiện ra một chân lý. Em ơi lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian đâu. Thật ra đó, khi mình ở trong con người mình đó, nó có những cái hạt giống xấu, như là ganh ghét, tị hiềm, tham sân si, vân vân. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng có những hạt giống tốt, như là thương yêu, hiểu biết, chấp nhận, tha thứ, bao dung. Cho nên yêu là một hạt giống tốt. Nhưng mà có điều là tại vì cái hạt giống này mình không tưới nó đúng chỗ, không chăm sóc, cho nên mình để cái yêu này nó thành ra khổ đau. Chứ yêu đâu có xấu. Nhưng mà yêu cái gì? Và làm sao cho cái yêu này nó được lành mạnh? Ví dụ như một người mẹ thương con cũng là yêu. Cha thương con cũng yêu. Người nam đó gặp người nữ đó là yêu. Nhưng mà trong cái yêu này á, nếu mà ở thế gian bình thường là không có gì hết á. Nhưng mà đứng trên suốt thế gian mà nhìn á,
Người có tu tập mà nhìn thì cái yêu này mà nếu nó không có thêm cái tuệ giác vào trong đó thì cái yêu này nó sẽ làm cho cái tình yêu khổ đau. Ví dụ mẹ thương con, tốt. Nhưng nếu mẹ sẽ thêm vào đó cái tuệ giác hiểu con thì cái tình yêu giữa mẹ con nó sẽ last long. Nó sẽ kéo dài lâu là tại vì yêu mà có hiểu. Trong tình yêu phải có hiểu, tại hiểu mình đang yêu ai và yêu như thế nào. Thí dụ mình lỡ mình yêu một thầy, cô không có tội, nhớ là không có tội nha. Nhưng mình đưa cái tuệ giác mình đó vào là mình biết rằng mình thương một thầy, nhưng mà thầy đã đi tu cho nên mình sẽ trợ duyên cho thầy để cho con đường tu của thầy nó được trọn vẹn. Có đó cũng thể hiện tình yêu, nhưng tình yêu có tuệ giác. Chứ không yêu nhất không nhất thiết phải chiếm hữu. Ví dụ như mình ra ngoài vườn hoa của mình đó, mình thấy những cái hoa đẹp, mình có yêu hoa không? Có. Và mình mỗi ngày mình ra đó mình tưới tẩm, mình chăm sóc để cho cái hoa đó nó được vươn lên ở ánh nắng, ở ngoài sân cho nó đẹp. Và không nhất thiết phải cắt nó vào để trong phòng. Thành ra tình cái yêu nó là cũng được thôi. Nhưng mà mình hãy cho thêm cái hương vị của tuệ giác, của hiểu, thì cái tình yêu này nó sẽ được trong sáng, nó sẽ được lành mạnh theo từng cái đối tượng. Thầy cũng yêu, nhưng mà thầy đâu có yêu một cá nhân. Vì thầy cái tình yêu của thầy nó lớn á, cho tất cả mọi người. Cho nên Phật dạy á, đối với các thầy tu á, thấy người nữ thì quán là cha, là mẹ mình, là chị mình, là em mình, là bà con quyến thuộc của mình, để mình dứt đi cái tâm chiếm hữu người đó là người yêu trong ngoặc kép của mình. Mà quý vị thấy cái yêu nào mà nó có chiếm hữu, nó đều có ganh ghen ở trong đó. Thí dụ như nhà thơ Nguyễn Bính, ông có làm bài thơ ghen á. Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi, những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà có thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay biển lắm người. Yêu khủng khiếp vậy đó. Mà cũng ghen khủng khiếp vậy đó. Mà sau đó rồi bắt đầu đính chánh lại cho những hành động ghen tương của mình. Có phải tôi nào muốn ghen tương mà ghen như vậy chính là thương. Cho nên cái đó là một cái hình thức chiếm hữu. Phật gọi mình đã biến cái yêu đó thành cái ái. Ái là gì? Ái là yêu. Mà yêu mà chỉ có đối tượng giữa mình với người. Chỉ một thôi. Thì cái ái này sẽ khổ. Tại vì cái ái này nó không có cái gia vị. Nó không có được cái gia vị. Nó không có được cái ánh sáng của hiểu. Cho nên tại sao trong chùa có cái chuông với cái trống? Cái trống. Cái trống là tượng trưng cho tuệ, là trí tuệ, là hiểu biết. Cái chuông là tượng trưng cho thương yêu. Trí tuệ và từ bi, thương yêu phải hiểu biết. Thương mà không hiểu, càng thương càng làm người đó khổ. Mẹ thương con mà không hiểu con, không biết con thích ăn cái gì, không thể ăn cái gì. Mẹ cứ ép con ăn những món mà mẹ cho là bổ mà con ăn không có được. Thì nếu mà một ngày nào đó nó ráng hết nổi rồi, mới đầu nó cũng ráng dữ lắm, nó ăn hết nổi rồi, nó mới quật lại. Thì bắt đầu nó thì nó cảm giác nó bị thương. Mà nó khi nó quật lại thì mẹ tổn thương. Một bên bị thương, một bên tổn thương, cả hai vô nhà thương. Cho nên yêu không có gì. Yêu là một hạt giống tốt. Nhưng mà hạt giống đó phải được tưới tẩm cho nó đúng thì hạt giống nó lên đúng.
hai vợ chồng thương nhau là yếu rồi nhé, đâu có sai gì đâu. Nhưng mà hãy nên gia vào đó sự hiểu biết để tình yêu này trong sáng lên, mạnh vững lên mỗi ngày, và càng yêu càng hạnh phúc. Giống như Đức Phật, nếu không yêu chúng sanh, Đức Phật đâu có hy sinh chúng sanh, hy sinh cả bản thân. Nhưng mà Đức Phật trên con đường tu tập của Ngài, Ngài biết đem cái tình thương nhỏ của Ngài biến thành cái tình thương lớn, và chính chúng sanh là đối tượng tình thương của Ngài, cho nên đã làm cho cái đạo quả Ngài lớn lên. Chúng ta thường tụng cái câu phải không? Đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài, đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức. Chữ tế là tế độ đó, chứ mình mới dịch là đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả cứu muôn loài. Nếu mà mình tu mà mình không có cái tình thương thì không phải là một người. Người thường ta còn có, huống chi người tu. Cho nên nói tu để không còn thương gì hết là không đúng. Nhưng mà thương như thế nào? Có một cái ông thầy đó, ông tu. Ông tu sao ông biến, ông riết ông thành khô cằn, không biết thương yêu gì nữa hết. Thì bà cụ đó, bà nói đứa cháu bà ôm thầy coi. Ôm xong cái hỏi, how do you feel? Hỏi ông thầy bây giờ thầy cảm thấy như sao. Ông thầy ông nói tôi bây giờ giống như là một cái cây khô mà nó dựa trên một cái vách núi lạnh vậy đó. Nghĩa là tôi là cây khô mà dựa trên vách núi lạnh đó thì thôi còn gì tình cảm, phải không? Khô mộc ỷ hàn nham. Khô mộc là cây khô, ỷ hàn nham là dựa vào cái vách núi lạnh. Tam đông vô noãn khí, ba mùa đông rồi không có một chút lạnh, không có một chút hơi ấm nữa. Nghĩa là trái tim này lạnh ngắt rồi. Trái tim này trái tim mùa đông rồi. Bà già nghe vậy đốt am, không cho ông tu nữa. Nói tu hành gì, tu rồi riết tưởng sao biến thành mình thành một trái tim mùa đông. Không nuôi nữa. Đuổi đi. Thời gian sau thấy cũng tội thì đem về nuôi tiếp. Lần sau bà kiếm đứa con gái đẹp hơn nữa. Ôm thầy lần nữa. Bây giờ hỏi thầy, thầy ơi, thầy cảm thấy sao? Ông thầy bây giờ trả lời, tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Ông khôn hơn. Hồi trước trả lời bị đuổi, giờ trả lời cách khác. Tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Bà nghe xong bà nói, tù khá rồi đó. Nghĩa là, cô ôm tôi, cô cảm thấy làm sao? Cô biết. Tôi cảm thấy làm sao? Tôi biết. Bà già kia là người thứ ba, làm gì biết cảm giác của hai chúng mình. Cái chỗ đó nói lên cái chỗ giác ngộ, cái sự chứng đắc không thể giải thích. Cái chỗ chứng đắc không thể giải thích, người thứ ba không thể cảm nhận được cái điều mình đang nói. Cũng giống như quý vị ăn chay mà quý vị cảm thấy ăn chay rất là ngon, thì nói với người mình ta chưa từng ăn chay hoặc ta sợ ăn chay, tôi thấy gì ngon đâu. Thì mình có nói cỡ nào thì người ta không cảm được. Nhưng nếu mà mình là người ăn chay, mình nói với người ăn chay thì họ sẽ cùng cảm với mình. Cho chỉ có hai người ăn chay biết nhau. Người không ăn được họ không thể hiểu được. Cho nên tu là không phải để cho mình biến thành sỏi đá không biết thương yêu. Nhưng mà mình biết thương như thế nào để cho cái tình thương mình nó trong sáng, nó hạnh phúc. Tu không phải để biến mình thành cỏ cây, mà để biến mình thành một người biết thương yêu đúng nghĩa. Rồi câu cuối ha. Trong việc thực hành thiền tập trong cuộc sống hàng ngày, có phải việc quán chiếu hơi thở, chú ý vào từng hơi hít vào thở ra là quan trọng nhất và quyết định nhất? Và dù không phải nhưng mà là phải. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của mình là nó lăng xăng. Nó lăng xăng và nó chi phối rất nhiều. Vì vậy cho nên muốn đưa tâm mình trở về một mối, một chuyện thì mình lấy hơi thở làm cái đề mục đầu tiên. Khi mình nắm lấy được hơi thở rồi đó,
thì từ đó cái thiền định của mình nó đi sâu hơn và có thể giúp cho mình đến những cái tầng bậc quán chiếu. Nhưng mà trước hết phải lấy hơi thở làm chuẩn. Quý vị nhớ vậy nè, cái tâm của mình á luôn luôn suy nghĩ, nhưng mình suy nghĩ quá nhiều việc cùng một lúc. Bây giờ tập cho mình suy nghĩ một việc một lúc thôi, đó là hơi thở của mình. Cũng giống như người niệm Phật, không suy nghĩ gì nữa hết, chỉ suy nghĩ một việc thôi là câu niệm Phật. Rồi người tụng kinh không suy nghĩ gì hết, chỉ nghĩ vô cái bài kinh mình tụng thôi, thì như vậy là thiền. Tụng kinh cũng là thiền, đưa tâm về một chuyện thôi, đó là tụng đọc những lời kinh. Niệm Phật đưa tâm về một việc thôi, đó là trì danh niệm Phật. Ngồi thiền chỉ một việc thôi, đó là quán niệm hơi thở. Cho nên hơi thở là cái đề mục, là cái đối tượng để giữ tâm. Và khi mình quán niệm được hơi thở, nó đó có những cái tốt là thứ nhất, điều hòa được cơ thể. Thứ hai, giúp cho mình trụ tâm rất tốt. Cho nên nó là cái bước đầu rất quan trọng để cho những ai muốn thiền tập. Mà quý vị nào muốn thật sự muốn nghiên cứu về cách thiền hơi thở này, quý vị nên đọc những bài kinh và nghe những bài giảng về cái bài kinh này. Quý vị tìm hai bản kinh để đọc. Một là kinh Quán Niệm Hơi Thở. Một là kinh Quán Niệm Hơi Thở. Kinh hai là kinh Tứ Niệm Xứ. Quý vị có thể tìm cái bản kinh Tứ Niệm Xứ qua cái bản dịch là Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm. Hai bài kinh này rất quan trọng cho những cái sự tu tập thiền quán, mà nhất là thiền về hơi thở này. Kinh Quán Niệm Hơi Thở và kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm. Đó là hai bài kinh thôi, còn mình đi tìm những cái bản giảng giải về hai bài kinh này nữa. Trước hết là quý vị đọc kinh văn trước, đọc lời kinh trước. Đọc xong rồi đi tìm những cái bài giảng về hai bài kinh này. Rồi mình sẽ nương vào cái lời giảng dạy của quý Tôn Đức về hai bài kinh này. Hay là những cái bản, những quyển sách chú giải đó. Rồi mình sẽ từng bước mình học theo 16 cách thở ở trong kinh Quán Niệm Hơi Thở. Kinh Quán Niệm Hơi Thở dạy cho mình 16 cách quán niệm hơi thở. Và cái quán niệm đầu tiên nhất là đếm hơi thở. Không, hít vô, thở ra, đếm 1. Hít vô, thở ra, đếm 2. Đếm để làm gì? Không còn suy nghĩ gì hết. Hơi thở, số đếm. 5 phút, 10 phút, tự nhiên tâm mình tỉnh xuống. Và mình cảm thấy rằng nãy giờ ngồi 10 phút mà không chạy nhảy đâu hết. Trụ tâm lại một chỗ. Thì Pháp Hòa giới thiệu hai bản kinh đó để đại chúng có thể đọc. Bạch Thầy, nếu tụng kinh hay trì chú hàng ngày thì có bắt buộc phải chọn một khung giờ nhất định không? Không nhất định phải chọn một khung giờ. Nhưng nếu mình có chọn một khung giờ thì vẫn tốt hơn. Tại sao? Tại vì khi mình chọn một khung giờ nghĩa là mình đã lập thành một cái thời khóa cho chính mình. Và mình phải hết lòng đi theo cái thời khóa để cái thời khóa nó lôi mình ra khỏi sự giải đãi. Trừ trường hợp cái công việc của mình làm giờ giấc nó không cố định, thì đi làm có khi mình đi làm về 7 giờ, có khi về 5 giờ, có khi về 9 giờ. Vì công việc làm hay là vì việc nhà, chúng ta có thể tụng kinh không đúng giờ là vì hoàn cảnh, nhưng chúng ta vẫn duy trì được sự tinh tấn của mình. Như bằng nếu chúng ta có thời gian quy định mỗi ngày vẫn tốt hơn. Tại sao? Chính cái thời gian quy định đó nó là cái lực để nó kéo mình dậy trong những giờ làm biếng. Nhiều khi tới giờ tụng kinh cái bắt đầu nó buồn ngủ, nó uể oải, hay là ai rủ đi chơi, đi shop gì đó, mình nhờ có cái thời khóa không chị, 7 giờ em phải tụng kinh, thì mình tụng kinh. Cái thời khóa đó nó giúp cho mình vượt cái giải đại.
Còn mình không có nhất định giờ giấc là vì hoàn cảnh thì nó khác. Mặc dù Phật giáo không có bắt buộc mình phải quy định giờ như vậy, nhưng mà đây là cái quá trình giúp cho mình tiến tu. Mình có tiến tu được, mình có tiến tu được hay không là do cái sự tinh tấn của mình. Làm sao để vượt qua nỗi sợ về cái chết? Chết rồi có gì nữa sợ? Cuộc sống mình á, nó không phải chỉ sợ chết không đâu, nhưng mà chuyện chết nó còn, nó sẽ đến, đừng lo. Đâu? Thay vì á, mình lo về cái chết á, thì làm sao để mình sống an lạc mỗi ngày? Tại vì cái chết là chắc, cho nên gọi là chết chắc. Chúng ta thường nói vậy là chết chắc, và hãy động động cái chắc chết. Yên tâm là mình chết chắc, cho nên đừng lo việc gì rồi cũng là chắc chết. Cái chuyện mình chết là cái quả, hãy lo cái nhân. Là tại vì cái trước sau gì con người chúng ta cũng chết, nhưng mà chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta chết được bình an, nhẹ nhàng. Chết mà không thấy có một sự tiếc nuối. Sở dĩ mình sợ chết là vì mình sống chưa an. Rồi nếu mình có an rồi thì không có sợ, tại vì an vui nơi này, an khắp mọi phương. Mình an được cái tâm, mình an được cái lòng mình rồi, đi hay ở, chuyện nó không có phải quan trọng. Thí dụ, Pháp Hòa ví dụ thôi. Người có tiền trong túi rồi á, không có sợ phải trôi dạt về đâu hết, tại vì ở đâu mình có tiền mình vẫn sống được. Mình ví dụ vậy thôi. Mình mà có cái phước rồi á, không có cái hoàn cảnh khó khăn nào mà làm cho mình bị chùn bước hết. Cho nên ráng làm sao có được sự bình an của tâm, tạo được cái phước của đời sống. Phước qua ba nghiệp: thân, miệng, ý. Thân sát sinh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng nói dối, nói lời đâm thọc, chia rẽ, nói lời thô ác, mắng chửi, nói lời vô ích, dụ dỗ. Tâm ý của mình có ba là tham, sân, si. Tất cả lỗi lầm do ba nghiệp thân, miệng, ý. Mà ba nghiệp này nó tạo ra 10 lỗi: thân 3, miệng 4, ý 3. Cho nên mình chuyển được 10 cái nghiệp ác ra thành 10 nghiệp thiện thì không có gì phải sợ cả. Còn nếu nói chết, Đạo Phật nói có hai loại chết. Khi nào mình tắt thở, khi nào mình tắt thở mình chết, cái đó gọi là nhất kỳ vô thường. Đó, thế nào rồi cũng sẽ tới giây phút đó. Nhưng mình phải có một cái thay đổi hiện tại là biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử là gì? Là hiện nay chúng ta đang sống đây. Chúng ta hãy làm thay đổi, xê dịch. Đó là dời đổi những cái tâm tánh kỳ cục của mình, những cái cách sống làm khổ mình, khổ người. Hãy nên thay đổi những cái đó, để những cái đó nó chết đi. Và cuộc sống rất cần những cái chết này. Thí dụ một người đó luôn luôn nói chuyện ra là rất là cọc cằn, khó nghe. Thay đổi cái đó đi. Vợ con được hạnh phúc, người thân xung quanh thoải mái. Ồ, sao bây giờ cái ông đó ông không còn vậy nữa ha. Cái ông như vậy đó chết mất rồi. Bây giờ cái ông bây giờ là một ông đã thay đổi. Quý vị thấy mình tu là mình thay đổi. Mình không tu thì mình vẫn y chang vậy. Còn mình tu làm sao mà mình còn hơn vậy nữa, chắc chết. Không, mình tu phải có thay đổi chứ. Tu phải có, hồi xưa mình cọc cằn khó chịu, bây giờ mình nhẹ nhàng dễ dãi. Cái đó mới là đúng. Cho nên hồi xưa mình đi chùa mình không biết gì hết, mình dễ thương lắm. Ai nói gì mình cũng mô Phật dạ nghe hết. Tới hồi biết được chút rồi không ai sống nổi với mình hết. Tại vì xung quanh ai làm gì cũng trật hết á. Vô người ta mới đứng sáng nó không được, đứng dậy không đúng. Sáng dậy không được. Ta đi đâu người ta làm cái gì mình cũng đi theo. Mình thấy người này làm đúng, người kia làm trật. Rồi mình thấy làm về tội, làm kia tội. Cái tự nhiên mình biến người ta bị thối tâm. Và người ta sẽ nhìn Đạo Phật bằng một cách là: thôi, hồi xưa tôi không đi chùa, tôi ít tội.
Bây giờ đi chùa rồi tội nhiều quá, xài dây chùa thấy gì cũng tội hết. Đã rồi không thôi, còn không thôi thì hù người ta gì biết không, tổn phước. Đừng làm vậy nghe, làm vậy tổn phước. Rồi đó, thôi tôi ở nhà đi, tại hồi đó tôi chưa tu phước tôi không tổn. Giờ đi chùa tôi đi càng bị tổn phước. Tổn phước gì? Ví dụ như cái gối tôi có thầy quỳ lại Phật, người ta không biết, ta lên người ta ngồi, đi xuống tổn phước chết. Rồi rồi, nó mới leo lên nó tổn phước hết 5 phút rồi đó. Rồi xuống nó lấy cái ly nước nó uống, cái giật cái ly là ly của thầy, uống tổn phước chết. Mà Phật giáo đâu phải vậy. Phật giáo không phải mấy cái đó. Thành thử ra không phải đụng chuyện gì rồi cũng tổn phước, người ta không biết. Thí dụ mình là người nhẹ nhàng mà hiểu biết, người ta lỡ ta uống phải không, cứ để ta uống bình thường đi, không có sao hết á. Rồi bữa khác mình ta uống rồi mình lấy mình rửa, mình đừng làm cho người ta khó chịu trong khi mà người ta đang uống nước đó, không chừng ta không tổn mà mình tổn nữa. Mình làm cho người ta bị khó chịu, bị quê cơ. Ta đang uống gì cái giật ly lại, nó ly của thầy, uống tổn phước chết. Hiểu không? Thành thử ra đừng có để mấy cái đó, nó làm cho cái rối ren trong cái cuộc đời tu tập của chúng ta. Thành thử cứ như vậy đó, làm sao chúng ta đi ngọt ngào được đó. Chúng ta cứ bận rộn, có đứa nào ngồi niệm Phật đúng không, ta tổn phước chết. Bận rộn mấy chuyện đó quá. Lẽ ra là chúng ta không nên cần có. Tu là giải thoát, mà giải thoát là gì? Giải là mở, thoát là vượt. Mở những cái gút lăng tăng đó để chúng ta tâm tư chúng ta thoát ly được. Cho nên giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân và giải thoát hoàn toàn. Thí dụ giải thoát hoàn cảnh là sao đó? Bây giờ quý vị đã đến đây, nó không giống như hồi mình ở Việt Nam nữa. Ở Việt Nam bước ra ngoài một cái là thôi, đồ ăn đầy đường, nói được ngôn ngữ của mình, ăn uống thoải mái, đi đâu cũng thoải mái và rẻ nữa. Thí dụ vậy, giờ qua đây rồi khác biệt hoàn toàn. Nhưng mình đã chọn qua đây rồi vì mục đích của mình là con cái gia đình. Thôi thì bây giờ hãy giải thoát hoàn cảnh đi. Tối ngày cứ so ra ngồi cửa, sao nơi này không giống nơi kia. Ủa, nơi này sẽ giống nơi kia được? Cứ như vậy hoài thì không giải thoát hoàn cảnh. Rồi tự thân không thể giải thoát. Nước tương dở ẹt à, Việt Nam nước tương ngon. Không có thể nhẹ nhàng đứng giữa chai nước tương đó. Bây giờ có nước tương ăn là đỡ rồi đó. Ngày xưa không có nữa kìa. Không? Hồi xưa là chỉ cần có một chai nước mắm ăn thôi là đã hạnh phúc rồi. Bây giờ đủ hiệu hết trơn rồi bắt đầu chê. Nước mắm này không bằng nước mắm kia. Nước mắm kia không bằng nước mắm nọ. Hồi đó qua đây trời kiếm cái áo tràng mặc không ra. Người ta may tùm lum tà la mà kệ, cứ tròn vô, miễn có cái áo lam lam khoác lên người lễ Phật. Bây giờ hen, tôi không thích mặc áo này may không đẹp. Tôi không thích vải này mặc nó nhăn. Đó cũng mình hết. Cho nên phải giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự thân. Rồi khi nào hoàn cảnh và tự thân không còn ràng buộc, giải thoát là gì? Không ràng buộc những cái râu ria đó. Cái đó gọi là giải thoát hoàn toàn. Vậy có cần đợi chết mới giải thoát không? Không. Nếu mà đợi tới chết mà giải thoát không chắc. Tại vì hiện tại chưa gieo cái nhân giải thoát. Mình phải gieo cái nhân giải thoát ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta đây. Đó, giải thoát những cái chuyện xung quanh nó xảy ra mỗi ngày đó. Chứ đâu phải giải thoát là đợi chết đâu. Chữ vãng nghĩa là gì? Vãng là đi đến. Sanh là gì? Là một cuộc sống mới. Đi đến một cuộc sống mới là vãng sanh. Hồi đó mình ở cái chỗ khổ, bữa nay mình được vãng sanh qua chỗ sống tốt. Ngày hôm qua Pháp Hòa ở Charlottetown, bữa nay vãng sanh xuống Halifax. Vãng sanh là mình đi đến một cuộc sống khác thôi, chứ đâu có gì đâu. Cho nên đừng đợi chết mới vãng sanh. Không phải chết mới vãng sanh, mà mình phải vãng sanh ngay trong cuộc sống hiện tại của chúng ta đây. Cho nên niết bàn, giải thoát, vãng sanh, thiên đường, địa ngục, nó không ở đâu hết á. Nó ngay trong cuộc sống của chúng ta.
Niết bàn là gì? Niết là không. Bàn là sân. Không sân là niết bàn. Niết là không. Bàn là si. Không si mê là niết bàn. Niết là không. Bàn là tham. Không tham là niết bàn. Tiếng Phạn là nirvana. Nơ là no. Vana là negative. Khi nào mình sống không còn negative, nó là niết bàn. Như vậy niết bàn không phải là cái destination để chết tới, mà niết bàn là một trạng thái của tâm. Khi tâm mình có được tĩnh lặng bình an, tâm đó là tâm niết bàn. Cho nên niết bàn là một danh từ để nói đến cái trạng thái tâm, và được định nghĩa qua bốn chữ: thường, lạc, ngã, tịnh. Cuộc sống này nó vô thường, nhưng tâm mình bình thường. Cuộc sống này luôn luôn bất thường, tâm chúng ta cũng bình thường. iPhone nó có ra rần rần, mình không cần thiết cũng bình thường. Chứ không phải nó ra cái nào mình đổi cái đó. Mà họ có biết bấm tắt không? Dạ không. Vậy thôi đổi chi. Trời ơi, cái nào cũng ra hết mà chỉ có cái nút on off cũng không biết nữa. Đi vô trong hội chúng mà ta nói xin mở dùm cái chế độ rung, mà thậm chí người ta kêu gọi sùm xin nhớ tắt phone hoặc chuyển chế độ rung, vẫn ngồi tỉnh bơ. Rồi lát sau điện thoại nó reo, chết tè. Chết cha. Rồi thôi lục lạo cái phone đi kiếm. Mà trong khi đó người ta gọi kêu rần rần, người ta kêu đi tắt, ngồi tỉnh bơ như thiền định. Và mình cảm thấy hình như tôi tắt rồi. Rồi có nhiều người còn niết bàn hơn nữa, tự tại hơn nữa. Alo, má đang ở trong chùa nè con. Trả lời phone ngay tại chỗ luôn. Đó, thành thử ra mình mới biết rằng niết bàn là gì? Là thường. Thường nghĩa là cuộc sống luôn luôn bất thường thay đổi, nhưng tâm vẫn bình thường. Những cuộc chạy đua của thế gian mình không cần thiết, mình vẫn bình thường. Đó là niết bàn. Một chữ thường. Con người có vui có buồn với mình, gặp mình chào hay không chào, mình vẫn giữ cái cung kính của mình là chào. Mình mới là thường và lạc. Tôi bực nó ghê vậy đó. Hồi sáng nó gặp tôi nó chào. Chiều nay nó gặp tôi nó không ngó, bởi tôi ghét tôi đâu ngó lại. Mình bất thường và mình không lạc. Người ta chào mình hay không chào mình, đó là cái bất thường của người ta. Nhưng mà mình có bất thường theo họ không? Nếu mình không bất thường theo họ là mình thường. Mình vẫn giữ cái thái độ vui vẻ để cung kính, để chào, gọi là lạc. Ngã là gì? Là tự tại trước mọi hoàn cảnh. Tự tại trước mọi hoàn cảnh. Người mình có làm việc đó cho ai, mai mốt người ta không nhớ mình, mình cũng ngã. Ngã là tự tại. Cho nên Đức Phật á, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất. Cái tượng đản sanh, mỗi lần Phật đản mình đi chùa đó, cái mình hay thấy người ta để câu: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Vậy thì chữ ngã trong chữ đó là cái ngã này nè. Là cái ngã của niết bàn, là cái ngã của tự tại, chứ không phải ngã là tôi, là me, là my. Cái gì của tôi là cái đó còn khổ. Tại vì cái gì mà thật sự trên đời này có gì của mình không? Không. Cái người yêu còn không phải của mình nữa, chứ đừng nói là ai. Mình cũng không phải là của mình nữa. Nó muốn chết giờ nào nó chết nè. Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh nè. Chứ mình đây nè, cái thân này còn không phải thật của mình nữa, chứ có ai của mình. Chứ không có cái gì là mai hết. Nói cho vui trong chữ nghĩa thường nhật, qua lại giao tiếp thôi. Chữ ngã trong này là tự tại, không ràng buộc. Thường, lạc, ngã. Còn tịnh là gì? Tịnh đó đối lại với bất tịnh. Nghĩa là những thay đổi, những cấu bẩn của thế gian, của con người, của sự việc. Chúng ta giữ được đúng bốn thái độ: thường, lạc, ngã, tịnh. Và bốn chữ đó chính là định nghĩa của chữ niết bàn.
Tết nhất quý vị gửi lời chúc cho nhau. Con kính chúc bác bước sang năm mới hưởng được bốn đức của Niết Bàn: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn nếu mình nói gọn là con kính chúc bác bước sang năm mới hưởng được bốn đức Niết Bàn: thường, lạc, ngã, tịnh. Còn nếu nói đầy đủ chữ: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Còn nếu mà ai nói gọn hơn: chúc bác năm mới luôn luôn có Niết Bàn. Trời ơi, nó trù tôi chết. Tại vì mình cứ nghĩ sao Niết Bàn là chỗ đi tới, mà không phải chỗ mình muốn tới sao? Thì ta chúc mình sớm về coi đó. Người ta ghi tên mình vô danh sách cầu siêu, mặc dù mình còn sống sờ sờ đây nè, cũng ngã luôn, tự tại luôn. Tại sao? Siêu là siêu phiền não. Tại sao chúng ta không an? Tại vì chúng ta phiền não nhiều quá. Bây giờ siêu được phiền não thì an. Cho nên nếu nói cho đúng là cầu siêu rồi mới tới cầu an. Cầu cho mình siêu phiền não thì mình liền được an. Cho nên chữ cầu an nghĩa là nguyện cho mình an. Cầu siêu là nguyện cho mình vượt phiền não, vượt những sự chấp trước. Vậy thôi. Còn tạm thời thế gian trong chùa thì người ta định nghĩa, ta quy định cầu siêu là cầu người chết, cầu an, cầu người sống. Chứ thật sự cái đó chỉ là một cái danh từ tạm để chúng ta phân biệt. Chứ còn đúng nghĩa là mình cũng phải cần cầu siêu nữa. Sống mà không có siêu cái gì hết, cái gì cũng dính mắc hết, thì làm sao chúng ta an cho nổi. Thưa Thầy, con thấy trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có đoạn viết như sau: đoạt tiền tài phi nghĩa như ăn thịt độc vào, uống rượu độc giải khát ác nghiệp tránh khỏi sao, no nê chẳng thấy đâu thần chết đến sẵn rồi. Vậy mà con thấy ngày nay con người vì đồng tiền và lòng tham mà sẵn sàng lừa lọc, chà đạp nhau, chiếm đoạt của nhau. Vậy lời khuyên nào và bài học nào cho những người này để họ tỉnh ngộ và không mắc sai lầm nữa ạ? Thì đây là một câu hỏi thuộc về một quyển sách, nó không nằm trong Phật giáo. Tuy nhiên cái nội dung của quyển sách này nó cũng tương đồng cái ý nghĩa như là Kinh Thập Thiện của Đạo Phật. Hồi nãy quý vị nhớ Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, thân có 3 lỗi, miệng có 4 lỗi, ý có 10, 3 lỗi là tổng là 10 đó. 3 nghiệp mà gọi là 10 nghiệp đó, gọi là thập thiện hay là thập ác đó. Thì trước hết Pháp Hòa xin nói về cái quyển sách này, giới thiệu một chút thôi, chỉ vì nó không phải là sách của Phật giáo. Nhưng mà cái gì hay, có khả năng chuyển hóa thì chúng ta có thể học hỏi. Trước hết quyển này có tên là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Tác giả của quyển này thì cũng chưa có rõ, nhưng mà người ta cho rằng tác giả của quyển sách này chính là Lão Tử, người đã khai sáng ra đạo gia, mà người Việt chúng ta thường gọi là đạo lão đó. Thì cái vị này, về Lão Tử á, là một cái danh xưng cung kính để chúng ta gọi, chứ tên thật của ngài là Ni. Thì tại sao gọi là Thái Thượng? Bởi vì người ta gọi ngài Lão Tử là Thái Thượng Lão Quân. Và vì quyển sách này cho nên ngài đặt cái chữ đầu là Thái Thượng, tức là để chỉ cho Lão Tử. Cảm ứng, cảm và ứng. Thí dụ chúng ta có thành tâm, chúng ta cầu nguyện, gọi là cảm. Thì cái việc mà nó đến với mình được, chúng ta gọi là ứng. Nói theo nhà Phật là gì? Cảm là nhân, ứng là quả. Nếu mình muốn gia đình mình an, đó là cảm, gì muốn mà khởi tâm, thì mình phải ráng tu tập và sống như thế nào, tạo phước như thế nào để gia đình mình được cái an, gọi là ứng. Nó trời, tôi muốn được vậy, tôi cầu nguyện linh ghê, ứng.
Nhưng mà thường thì cái cầu nguyện là cái khởi tâm, mà nó phải phối hợp với cái cách sống, cái hành động, để cho cái việc đó có, nó thật sự nó có mặt. Cho nên cảm ứng là hai cái trạng, một cái đối một cái đáp. Nói đơn giản là cái đối và cái đáp. Cái mình đối gọi là cảm, cái được đáp gọi là ứng. Mình cảm, chữ cảm là mình cảm tình, cảm xúc đó. Mình cảm với cái người đó, cho nên mình biểu lộ một cái gì đó, cái tự nhiên người đó nhận ra được cái hành động của mình, cái cách của mình, cho nên người ta ứng với mình, cảm ứng. Thiên là một phần, chữ thiên đây không phải là trời, chữ thiên là một phần của một quyển sách. Vậy thì thái thượng cảm ứng thiên, tức là một phần sách nói về sự hướng dẫn đạo đức của một vị tên là thái thượng, tức là lão tử. Và cái quyển này nói về cái gì? Dạy cho chúng ta những cái điều cơ bản đạo đức. Thì trong này có một câu: mình đoạt tiền tài phi nghĩa. Phi nghĩa tức là tiền tài không chính đáng. Mình lường gạt người ta là thuộc tiền tài phi nghĩa đó, thấy không? Mình ăn cắp ăn trộm của người ta là thuộc tiền tài phi nghĩa hết. Cho nên người xưa cũng có câu dạy mình nè: nhân phi tài bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Cái người họ không phải là người hiền đức, không có giao lưu. Người cái của mà không phải là do mình tự mình tạo ra, mà do trộm cắp, đừng có lấy. Đừng có lấy nó. Đó là tiền tài phi nghĩa. Nhân phi tài bất giao, vật phi nghĩa bất thủ. Cái thí dụ như người ta, ai đó người ta đem tới, người ta cho mình một cái quạt máy hay cái máy gì đó, hỏi đâu anh có? Tôi mới trộm nhà hàng xóm. Trời ơi, cảm ơn anh nha, tôi đang cần mà tự nhiên ở đâu anh. Cái này là không được. Thì trước sau cũng loại. Quý vị biết là nhiều khi mình thật sự là mình vô tình, mình mua nhầm những cái vật ăn cắp. Rồi người ta đi tìm cái vật đó một thời gian không ra, cái tự nhiên tới mình xài một thời gian nó hư. Mình thì chân thật, tại mình nghĩ mình mua đồ cũ, mình mua đồ second hand. Nhưng mình đâu có biết là second hand đó là nó vớt ở trên hand của người khác. Tới hồi cái máy đó nó hư á, đem đi vô sửa. Mà máy móc ở đây nó có cái series hết, nó có cái số hết. Vô bấm ra thì cái này đã được record là đồ ăn cắp. Rồi cái chừng đó thật ra là mình hoàn toàn sẽ không có lỗi, không có tội, nhưng nó cũng rắc rối. Họ sẽ điều tra anh mua ở đây ở đâu, từ đâu mà anh cao, là truy ra. Có nhiều món mình mua cả chục năm về trước rồi đâu có nhớ nổi hết, nhưng mà truy ra hết. Ở đây là tất cả đồ đạc, nhất là những cái máy móc mà sửa chữa mấy cái part của nó đều có cái số hết. Mình vô mình bấm là nó ra hết. Và thậm chí cái cục mực của mình đó, của máy printer đó, mình đem ra mình mua mà họ bấm ra, họ nói cái này bây giờ discontinue rồi. Họ biết liền tức khắc thôi đó. Cho nên là cái mà mình, cái gọi tất cả những cái gì không phải của mình đều gọi là phi nghĩa hết. Mình nói một cái lời nói mà nó không có đạo lý gì, kêu là phi lý. Anh muốn nói gì nói mà nó không có logic, nó không có make sense, thì gọi là phi lý thôi. Của cải mà nó không có phải của anh mà anh chiếm của người ta, gọi là phi nghĩa, không có tình nghĩa gì hết. Phải chi anh không có, anh xin thì còn nói, hỏi đâu có nó tôi chôm. Mà người ta để hở mà mình lấy gọi là chôm. Đi ngang mà sớt gọi là chĩa. Rồi người ta để trong tủ, trong rương, mình ngồi mình lục mình lấy kêu là trộm. Mình lén lúc mình vô mình lấy gọi là cắp. Đó, rồi mình đe người ta xuống mình lấy gọi là giật. Mình hành hung để mình lấy kêu là cướp. Ăn trộm, ăn cướp, ăn chĩa rồi cắp rồi vân vân. Nó tùy cái hành động mà nó có tên. Rồi tất cả những cái hành động đó kêu là chích. Kêu đạo chích. Đạo chích là đạo ăn cắp. Cho nên trong nhà Phật, cái giới thứ hai của tất cả người tu thọ là gì? Nhất viết bất sát, nhị viết bất thâu đạo,
đạo là trộm cắp. Chữ đạo này, chữ Hán nó viết khác, nó không phải là con đường. Đoạt tiền tài phi nghĩa, nó lấy của người khác ăn, thì chẳng khác nào như ăn thuốc độc, như uống rượu độc. Hả? Thì cái ác nghiệp tránh khỏi sao? No đó chẳng được bao lâu, nhưng mà đọa lạc nó tới gần. Mặc dù câu dạy của Lão Tử không có phải Phật giáo, nhưng lời dạy này cũng không qua, không có sai gì hết. Và có thể nói rất là tương đồng với Phật giáo, nói về cái nhân quả, nói về cái cách sống. Cho nên đạo Phật cũng dạy mình giới thứ hai của Phật tử sắp thọ đấy nè. Hồi nãy Pháp Hoa trình bày với đại chúng là Pháp Hoa một phần giới thiệu quý vị cho mười mấy người chút nữa quy y đó. Thì cái điều thứ hai mình không làm là không trộm cắp. Cái gì không phải của mình không có lấy, muốn thì mình xin. Vậy thì bây giờ ở đây hỏi, đặt cái câu hỏi là nếu mà như vậy thì tại sao ngày nay con người vẫn như vậy? Dạ thưa, không phải ngày nay không, ngày xưa cũng y vậy thôi. Nhưng mà ngày nay nó còn tinh tế hơn nữa. Ngày nay là Facebook nó cũng hack được, email nó cũng hack được, nhà băng mình họ cũng có thể họ hack được. Cái lời khuyên như thế nào? Thật ra thì cái lời khuyên này nó đã đầy đủ trong xưa giờ rồi. Cái quan trọng là chúng ta con người có tiếp nhận lời dạy này để ứng dụng hay không thôi. Xã hội hiện tại người ta vẫn có nhà tù, vẫn có những hình phạt, nhưng mà tội những người phạm pháp vẫn còn mà. Đó, xã hội thì có hình phạt, có tù, đạo giáo thì địa ngục, giới thiệu cảnh địa ngục, nhưng có người vẫn vậy. Thế mới biết tại sao đạo giáo có mặt ở cõi người. Tại vì con người là cái tổng hợp của thiện ác. Nếu nói thiện, không ai thiện như con người. Còn nếu nói ác, cũng không ai ác qua con người. Cho nên đạo giáo, quý vị thấy không? Đâu phải đạo Phật không đâu. Đạo Chúa, đạo Tin Lành, tất cả các đạo giáo đều có mặt trong cõi người, cũng nhắm vào con người để chuyển hóa tất cả. Vậy mà các ngài làm việc như vậy, giảng dạy như vậy, mà con người còn chưa hết nghiệp nữa. Nhưng mà bây giờ nói như vậy không nghe là chúng ta give up. Mà cái quan trọng, tự thân mỗi người chuyển hóa trước, tự tu. Bây giờ thí dụ mình nói mình chưa giảng được ai, mình chưa nói được ai thì tự mình. Cho nên tự mình phải cảm hóa chuyện đó trước. Tự mình không làm điều đó trước, cứ tự mình đi, rồi mình giáo hóa cho con cái người thân của mình. Một người được như vậy còn đỡ hơn không có ai. Một gia đình được như vậy thì đỡ hơn không có gia đình nào. Cho nên cứ chúng ta cứ tự làm như vậy. Bạch thầy, xin phép cho con hỏi, khi mình ngồi thiền mình nên bật nhạc thiền hay thiền trong yên tĩnh thì tốt hơn? Thưa đại chúng, trước hết quý vị phải hiểu chữ thiền là gì. Chữ thiền không có nghĩa là ngồi chỗ lim dim kêu thiền. Mà nếu mình hiểu đúng chữ thiền á, thiền là khả năng sống với hiện tại. Nhưng mà cái ngồi thiền nó là một trong bốn cách của thiền: đi thiền, ngồi thiền, nằm thiền, đứng thiền, gọi là tứ oai nghi: thiền đứng, thiền đi, thiền ngồi, thiền nằm. Nhưng mà thiền đi nó vẫn động, thiền đứng nó cũng động, thiền nằm nó ngủ khò, thiền ngồi là nó tỉnh nhất và nó lợi lạc, nó thù thắng nhất. Cho nên xưa giờ người ta tập thiền ngồi nhiều hơn thiền nằm. Còn cần thiền nằm là buổi tối đó. Quý vị đi ngủ, quý vị nên làm thực tập thiền nằm để ngủ một giấc ngủ sâu sắc ngon mà không mộng mị, không lo lắng. Cho nên có thiền nằm nhưng mà ứng dụng trong khi ngủ. Còn trong khi mà chúng ta ngồi thiền, thân mình ngồi ngay, không nằm, không đứng, không đi,
cái trạng thái ngồi nó giúp cho mình dễ định tâm. Nhưng mà bởi vì bước đầu chúng ta chưa thuần quen thì các vị mới mượn âm thanh, thí dụ như nhạc thiền, hay là thí dụ những lời hướng dẫn để giúp cho mình có cái cơ bản bước đầu, hít như thế nào, thở như thế nào, tâm mình trụ vào. Tại vì thiền là giúp cho cái tâm mình định. Cái tâm của mình nó nhảy dữ lắm. Quý vị ngồi đây với Pháp Hòa chưa được 1 tiếng rưỡi mà quý vị nhảy cũng hơi nhiều rồi đó. Thì như vậy mình biết rằng thân mình ngồi đây mà tâm mình không có ngồi đây trọn vẹn. Cho nên thiền là đúc giúp cho mình thân đâu tâm đó. Ngồi ở đây, biết mình ngồi ở đây là thiền. Nhưng mà cái tâm mình không bao giờ dừng được sự suy nghĩ. Cho nên lấy hơi thở giúp có một cái đề mục. Mình phải suy nghĩ, nhưng mà suy nghĩ một việc thôi, chứ thay vì suy nghĩ nhiều việc, bây giờ suy nghĩ một việc thôi. Đó là hơi thở của mình. Cho nên mình ngồi yên chỗ đó, hít vô biết, thở ra biết. Nhưng mà để cho cái hơi thở tự nhiên, chứ không cần phải cố gắng. Chứ không phải thiền làng dày nha. Người ta tưởng mình ngủ, mà mình thở kiểu đó, lát mình đứt hơi mình chết. Thiền là mình ngồi yên, biết hơi thở rất rõ. Tại sao lấy hơi thở mà không lấy cái khác? Tại vì cái hơi thở nó gần gũi với mình nhất. Và cuộc sống của mình chính là ở cái sự điều hòa hơi thở. Quý vị thấy vào bệnh viện đó, người ta muốn biết sức khỏe của mình, người ta cũng phải đo cái nhịp thở của mình. Mà thấy cái nhịp thở mình đều đặn, yên tâm. Cho nên hàng ngày á, mình phải tập thiền để cho cái thở mình đều đặn, nó duy trì cái sức khỏe dẻo dai của mình. Nhưng mà bởi vì tâm mình phải có chỗ để bám, thì mình bám vào hơi thở. Thay vì thường ngày mình bám biết bao nhiêu chỗ, nội một cái ngồi đây mà nói ngày mai sáng đi chợ cái thôi là bắt đầu hình ảnh chợ nó đi ra nè. Rồi bắt đầu nhớ coi trong tủ còn gì nè, rồi nhớ cái list mình ghi nè, đủ thứ hết. Cái tâm mình không trụ. Rồi giúp cái tâm mình trụ lại, cho nên bắt đầu chỉ focus vô hơi thở, chính là cái object, cái đối tượng để cho mình thiền trong khi mình định tâm. Hơi thở. Vì vậy cho nên á, mượn phương tiện hình thức âm thanh, phương tiện thôi. Quý vị tập một thời gian nào đó rồi thì mình từ từ mình nhả cái đó ra. Để làm chi? Để lúc nào không có nhạc mình vẫn tịnh được chứ. Không lẽ đi đâu cũng cầm nhạc theo mở. Nhạc chỉ là một phương tiện lúc đầu, tâm mình chưa an. Và quý vị có thể mở nhạc trong giấc ngủ tối á, mình nằm mình buông thư toàn thân, mình hít thở, mình mở nhạc thiền êm dịu đó, để cho tâm của mình nó thư giãn. Những tế bào, những cơ bắp cho mình nó thư giãn theo hơi thở, thư giãn theo dòng nhạc đó, mình đi ngủ như vậy tốt. Còn nếu như á, mà mình ngồi thiền á, thì mới bước đầu thì có thể, nhưng một thời gian nào là tập ngồi tĩnh lặng, lặng lẽ để làm chi? Để bật cái tiếng nhạc đó mà mình nghe được cái tiếng tâm của mình. Cái tiếng tư, tâm tư của mình, nó vừa khởi cái gì mình biết cái đấy. Mình biết chi? Kéo nó lại, không để nó lôi. Hồi xưa giờ nó lôi mình hết á. Hồi xưa giờ mình sống là mình đi đâu nó lôi mình hết. Bây giờ là mình nó vừa khởi là biết liền. Thí dụ mình đang ngồi đây vậy là vui vẻ vậy đó, tự nhiên ghế trống có cái người đó, mà nhìn qua thấy cái người mình không ưa là bắt đầu tâm hành mình nó khởi sắc, nó biến dạng liền. Nhận thức như vậy là thiền. Cho nên thiền là gì? Là khả năng nhận diện và sống với giây phút hiện tại. Như vậy không phải chỉ ngồi thiền không, mà ăn cũng thiền, nói cũng thiền, bất cứ việc gì mình làm cũng thiền hết. Nghĩa là làm trong ý thức, tỉnh thức. Nhưng ngồi thiền là thù thắng, vì giây phút đó giúp cho tâm mình tỉnh. Lấy cái năng lực tỉnh đó sống suốt ngày, sống suốt ngày. Cho nên việc gì nó bằng trời đi nữa đó, mình vẫn giải quyết hết á.
nhưng mà mình không có tỏ vẻ gì. Quý vị thấy thường thường mà đi mua nhà đó ha, mà người nào mà thiếu định tĩnh thôi là không bao giờ được giảm giá đâu. Vô mắt sáng lên, ôi chạy quýu quýt lên, em thích cái nhà này quá, nói tiếng Việt, anh Mỹ anh nhìn anh biết hết rồi. Mình biểu lộ cái quá thích của mình là người ta đánh tâm lý mình liền. Rồi mình đi vào trong cái chỗ nào đó mà cái biểu lộ của mình là người ta nhận ra mình đang sợ hãi, mình đang cuống loạn, mình như thế nào, cái tâm lý của mình nó biểu lộ hết. Cho nên thiền nó giúp cho mình định tĩnh, dù bất cứ ở một cái trạng thái nào, tâm mình vẫn bình an được như vậy. Người ta mà có chuyện lớn đi nữa mà tâm mình bình an, mình giúp cho người ta nhiều lắm. Tại vì cái cách an của mình đó, làm cho người ta cũng an theo. Con muốn thỉnh bàn thờ A-di-đà, Địa Tạng Bồ-Tát, Quan Âm Bồ-Tát thì có được không ạ? À? Dạ được hết. Quan trọng là nhà có chỗ không? Rước nhiều quá mà không có chỗ rồi chen chúc với nhau ở cực lắm à. Quý vị thờ Phật không nhất thiết phải thờ nhiều tượng. Một tượng cũng được mà thờ cho trang nghiêm. Ba tượng cũng được mà để ba tượng cho trang nghiêm. Đừng có chồng chéo với nhau, ngồi chật chội với nhau. Hỏi chi vậy, thờ cho đủ. Biết nhiêu cho đủ, mười phương Phật lớn mà. Không? Nhưng mà quý vị nhớ là thật sự ra thờ ba tượng, bốn tượng, mười tượng, một tượng đều hết. Quan trọng chỗ thờ nè. Không? Thứ hai là cách trang trí, chứ không phải tượng nào mà cũng để lên bàn thờ. Nhìn nó rối và nó không có trang nghiêm. Quan trọng là trang nghiêm. Đó, ví dụ như chiều nay ở đây nè, mình không nhang đèn gì hết, một bức tượng Phật để vậy thôi, trang nghiêm. Không phải là phải có nhang đèn gì hết. Cúng Phật có nhiều cách. Cúng bằng đèn, cúng bằng hương, cúng bằng hoa, cúng bằng trái, cúng bằng lễ. Thí dụ như bữa nay nè, không đèn, không nhang, không bông, không trái, nhưng mình chắp tay mình xá Phật, cúng Phật rồi đó. Cúng Phật nhiều cách lắm, chứ không phải chỉ có bông trái mới gọi là đủ. Giờ thí dụ bây giờ mình để cái bàn thờ mình nhỏ, để trái cây một trái cũng được. Hỏi trái sao đủ ăn, ta chia. Biểu tượng thôi. Trái cây là quả, bình bông là nhân, tượng trưng cho nhân quả, nhắc nhở Phật tử trong cuộc sống. Đừng có bao giờ, người Phật tử không được quên đạo lý nhân quả để sống. Mình luôn luôn nhớ đạo lý nhân quả là mình sẽ sống bằng cái nhân thiện để được quả thiện. Cho nên để trái cây với bông là nhắc nhở Phật tử phải nhớ đạo lý nhân quả. Nhang, hương á, là tượng trưng cho giới. Bởi vì hương là thơm. Người sống có đạo đức, hương nó mới thơm. Mà cái hương đạo đức nó mới mãi mãi. Còn cái hương vật chất nó không có bền. Nhưng mà nó biểu tượng. Cắm cái hương lên biểu tượng nhắc nhở mình sống có đạo đức như cây hương này, lan tỏa mùi thơm. Đại ý là như vậy. Cho nên quý vị cứ thỉnh Phật về để tùy theo bàn thờ. Nếu không chật quá mình thỉnh một bức tranh Phật cũng được. Có chỗ thì để tượng, không có để tranh. Còn bao nhiêu tượng thì tùy. Và cho dù một tượng cũng không sao. Bạch Thầy, tri túc là biết đủ, nhưng xin Thầy giải đáp dùm con là biết đủ ở đây. Bản thân mình còn làm nhiều hơn, nhưng thấy như vậy là đủ và dừng lại, là làm việc đến hết khả năng cho phép mới dừng lại ạ. Thưa đại chúng, cái chữ biết đủ trong kinh dùng từ Hán văn gọi là tri túc. Biết đủ gọi là tri túc. Nhưng bên cạnh chữ tri túc nó đi thêm chữ nữa là thiểu dục. Thiểu dục tri túc. Thiểu dục tức là ít muốn. Tri túc là biết đủ. Và đừng có hiểu lầm là đạo Phật dạy cho mình đó là lùi bước, tiêu cực, lúc nào cũng thấy đủ mà trong khi đó khả năng mình có. Không phải vậy. Cái đủ là đủ gì? Đủ với khả năng của mình.
đủ với cái mình cần, chứ không phải là đủ với cái tiêu cực. Đừng hiểu lầm như vậy. Pháp Hòa ví dụ, mình đói bụng có quyền ăn chứ, mình cứ ăn thoải mái, nhưng mà ăn đủ với cái mình cần thôi. Chứ còn bây giờ thí dụ như nói là ăn được hai chén cơm mà bụng vẫn còn đói, nó không, Phật dạy rồi, ăn vậy đủ rồi. Đâu phải vậy. Thí dụ mình còn đói bụng cứ ăn. Còn thí dụ như á, mà mình thấy mình ăn vậy cũng vừa rồi, nhưng mà tại còn đông người quá, để mình chia sẻ với người khác, thì cái này không phải. Cái đó ở một cái diện khác nữa, là mình biết đủ, tạm đủ cho bữa nay, vì còn nhiều người khác cũng cần đủ. Tại vì mình ăn vừa đủ để tạm đói, thì người khác mỗi người một chút để tạm cái đói đó. Thì cái tinh thần này là bắt đầu là thiểu dục. Thiểu dục là ít muốn. Để là anh có thể muốn nữa đó, nhưng mà anh biết nhìn, anh thấy rằng còn nhiều người cũng muốn nữa, cho nên anh share cái phần này để tạm thời mỗi người đủ, tạm lót dạ, và thiểu dục cái phần mình để nhường cho người khác, để người ta cũng được tri túc. Cho nên đừng có hiểu lầm, mà phải nói rằng cái tinh thần thiểu dục tri túc của Đạo Phật á, nó rất là tích cực và rất là thiết thực để giúp cho đời sống của chúng ta. Thí dụ bây giờ con mình nó có khả năng học tới đại học, học tới bác sĩ, cứ khuyến khích nó học. Còn thí dụ như mình nó có thể nó học lên tới bác sĩ, cái mình nói mày học cao để làm gì, cũng là ngày hai bữa cơm, cũng sanh con lấy vợ thôi, đi về quê với tao, thí dụ vậy. Thì cái đó là mình không cho con mình nó phát triển. Còn cuộc sống mỗi người ai có khả năng phát triển được theo cái khả năng. Nhưng nếu chúng ta không có khả năng đó mà chúng ta miễn cưỡng làm cái việc đó thì cái này mà khổ nè. Thí dụ quý vị đi làm, quý vị có khả năng mua được một căn nhà 500 ngàn ở thì cứ mua. Còn nếu mình không có khả năng mà mình mua cái nhà cỡ đó mà tháng nào mình cũng quằn quại với cái tiền mortgage hết, thì để chi cho nó khổ vậy. Thí dụ bây giờ mình mua cái giường vừa đủ túi tiền mình ngủ khỏe hơn là mình mua cái giường nó quá trời giá tiền cao, mà tháng nào lo không đủ trả, nó nằm lăn quăng lại ngủ không được lại lo, rồi thành từ giường nệm thành ra giường sắt. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói cũng rất là có lý chứ không phải không. Có nhiều người ta nằm giường sắt, cái câu đó không có phải là để nói địa ngục ở đâu, chính là chúng ta tự mình làm khổ mình ở những cái vật chất cuộc sống mà chúng ta không biết được cái khả năng của mình. Đi một chiếc xe mà không được, không đủ, không lượng được cái khả năng tiền bạc trả của mình, mà mình đi một cái mà nó quá sức của mình để rồi khổ đau, thì cái đó là đi xe sắt. Thì trong kinh nói những cái từ như vậy chỉ là một sự nhắc nhở thôi, chứ không có cái ý là biểu mình phải thối lui khi khả năng mình có. Còn mình biết đủ là đủ với cái của mình. Nhưng mà nó có cái hay là đôi lúc mình có thể nữa, nhưng mình biết đủ để làm gì? Để mình tập cái hạnh thiểu dục để làm gì? Để mình còn nhìn xa và mình thấy còn nhiều người ta cần cái phần này nữa, nên chia sẻ với người ta. Thí dụ mình ngồi cái ghế nè, mình thấy cái người khác mà người ta cần ngồi hơn mình đứng dậy mình nhường, thì cái đó là thiểu phần mình phải không? Nhưng mà người ta cần hơn mình thì mình nhường. Chứ cái cuộc sống là thiểu dục tri túc là một sống rất đẹp, chứ không có tiêu cực. Trong này có một câu khác: con xin thầy từ bi giảng cho chúng con câu kinh phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thấy cái tướng hư vọng tức thấy Như Lai. Câu này siêu lắm đó. Thưa đại chúng, câu này ở trong một cái bản kinh có tên là Kinh Bát Kim Cang Bát Nhã. Nói đơn giản bây giờ cho đại chúng dễ nhớ, đó là Kinh Kim Cang. Nhưng mà tất cả những kinh điển nào mà nó đưa lên một cái trí tuệ siêu việt để giúp cho mình quán chiếu thấu đáo mọi cái hình thức thế gian, cuộc sống, thì cái đó đều thuộc về hệ thống của trí tuệ Bát Nhã hết. Thì Kinh Kim Cang là một quyển kinh nói về trí tuệ đó. Và ở trong này Đức Phật cho mình một cái thấy về sự tướng.
Kinh Kim Cang Đức Phật dạy nhiều cái cách quán chiếu siêu việt, thậm chí về cái cách bố thí của mình. Nhưng mà ở đây theo câu hỏi là nói về hình tướng. Trong này nói phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nghĩa là tất cả các tướng trạng của thế gian, hình sắc của thế gian này, cái gì nó có hình sắc, nó chỉ là hư dối tạm bợ. Thí dụ bình hoa này, mình thấy rõ ràng là một bình hoa rất đẹp, nhưng mà thủy chung bình hoa này cũng tạm thôi, chứ đâu có thể sống hoài được. Như vậy thì có phải cái tướng này là tướng tạm không? Rồi cái thân thể mình có tạm không? Tạm không? Tạm. Bây giờ chỉ cần lấy tấm hình tối nay chụp nè, so ra với 2 năm trước là không dám nhìn nữa. Cái tấm hình tối nay nó nhăn hơn tấm hình 2 năm trước, rồi tấm hình năm nay nó nhăn hơn 10 năm trước. Như vậy thì cái gì có tướng, cái đó là tạm đó. Bây giờ mình nhìn cái tướng con nít nè, 2 năm nữa quý vị gặp nó là quý vị nó trổ giò, nó đứng lên mình nhìn không ra luôn. Bây giờ Pháp Hòa đi giảng, và lâu lâu mấy đứa nhỏ đệ tử ngày xưa Pháp Hòa ẩm nó và chụp hình rồi này kia. Bây giờ mà ba mẹ nó không dẫn tới là Pháp Hòa không biết nó là đứa nào, tại vì nó đổi tướng rồi. Như vậy phàm sở hữu tướng, cái gì nó có hình tướng, nó chỉ là tạm thôi, nó hư dối thôi, nó không có thật. Không phải bình hoa không, mà thậm chí con người mình, nhà cửa lầu đài, tất cả mọi thứ. Ở Em Minh Tinh chỗ Pháp Hòa đó, có một cái nhà thờ rất lớn ở ngay một cái góc đường, lớn lắm, nhà thờ rồi một cái đại sảnh lớn thì là lớn, mà bây giờ không duy trì được, đập phá xuống bán cho một cái chỗ đó, người ta làm chung cư, làm shopping đó. Cái gì có tướng, cái đó chỉ là tạm có thôi, nó không có thật có đâu. Rồi có những cái chùa trong một cơn hỏa hoạn thì rụi hết. Rồi cái danh của mình đó, chỉ một đêm thôi mất hết. Ngày hôm qua mình là thủ tướng, sau một cuộc bầu cử thôi mình còn không còn là thủ tướng nữa, còn tướng thôi, thủ không có. Ví dụ vậy. Cho nên cái gì có hình tướng, cái đó là tạm. Ai thấy được như vậy, gọi là người nào thấy tướng vọng đó, chữ vọng là không thật đó, người nào thấy được tướng vọng đó, người đó thấy được chân thật của Như Lai. Thủy chung ấy, Như Lai để chỉ cho Phật là tỉnh thức, là giác ngộ. Nhưng tại sao trong này không dùng chữ Phật mà lại dùng chữ Như Lai? Bởi vì Như Lai là một bản chất của tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chữ Lai là thay đổi, chữ Như là không thay đổi. Thí dụ như bây giờ mình thấy, quý vị nhớ là mình chuẩn bị đêm nay ha, chuẩn bị cho đêm nay. Rồi bây giờ chúng ta đã có đêm nay, chỉ mấy phút nữa thôi là mình sẽ không còn cuộc gặp mặt này nữa. Đâu có gì buồn, từ cái không có là được gặp. Và mình biết rằng cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải có lúc chia tay. Một cuốn sách hay nào cũng phải có trang cuối. Một anh hùng tài ba nào rồi cũng có ngày cuối. Đúng, rồi cuộc đời của ai dù có sang trọng cỡ nào, dù có lẫy lừng cỡ nào rồi cũng phải có ngày cuối. Hiểu được như vậy, nhưng tâm không khổ đau khi nó phải thay đổi gì hết. Cái đó là Như. Vì cuộc đời này tất cả mọi sự việc vốn nó là Lai. Lai là thay đổi, là đến đi, là còn mất. Mình có con thì phải có cái cực khổ của con, mà hiểu được cái cực khổ của con, mà nuôi con, dạy con một cách bình thường là Như. Còn nó phải thế này thế kia. Ví dụ bây giờ nó 15 tuổi, nó không nghe lời, nó trời tôi khổ ghê vậy, nó không giống hồi nhỏ. Ủa, nó kỳ vậy. Hồi nhỏ nó nghe lời mình là gì, nó chưa có đủ cái nhận thức của cái tuổi thiên. Mình chấp nhận nó lớn mà không chấp nhận nó đổi thay là mình không phải là Như. Mình cứ muốn con lớn mà những cái tánh tình, những cách sống nó phải thay đổi là chuyện bình thường đó.
Nhưng bây giờ chính nhận ra được như vậy thì mình từ đó mình chuyển hóa, mình đi theo cái nhịp đó mà mình hướng dẫn thôi. Cho nên phàm tất cả các sự vật đều có tướng trạng, hễ cái gì có tướng trạng thì cái đó là tạm. Hiểu được như vậy cho nên tâm bình an, gọi là Như Lai. Cho nên Như Lai chính là Phật. Nhưng mà khi nói chữ Phật là nói tới tỉnh thức giác ngộ, mà khi nói tới chữ Như Lai là nói được cái cách sống của một bậc, một Đức Phật. Cái bản chất của một Đức Phật đó là Như Lai, là gì? Biết rõ các pháp cho nên không đổi thay, không thay đổi. Vì cuộc đời nó vậy mà. Có già thì có sống thì phải có chết, có trẻ phải có già, có khỏe mạnh phải có ốm đau. Tiền là phải bạc, xe là phải cổ, tàu là phải bè, máy là phải móc. Tất cả những cái đó mình bình thường được như vậy, gọi là bản chất của Như Lai. Đó là câu trong Kinh Kim Cang đó. Hiện tại con đang đọc và học thuộc các bài kinh và chú như Đại Bi, Dược Sư mỗi tối, nhưng con chưa hiểu nghĩa thì đem lại lợi ích gì cho con không? Nếu con hiểu nghĩa thì hiệu quả đem lại có nhiều hơn không? Thật ra mình làm việc gì á, mình hiểu thì nó vẫn tốt. Nhưng mà nó làm cho mình hiểu. Và quan trọng nữa đó, không phải mình hiểu rồi cái là mình dừng đâu. Tại vì luôn luôn trong người mình nó có một cái chất khác nó sanh, đó là giải đãi. Cho nên dù hiểu dù không, phải phát triển cho được cái chất tinh tấn là siêng năng á, ở nơi mình. Biết đâu chừng hiểu ra rồi cũng thấy gì đặc biệt hết, không tu làm sao. Bây giờ phóng vào ví dụ nè. Quý vị tụng cái câu chú Dược Sư thì trong đó có cái câu cuối cùng là án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả, tam một yết đế xóa ha. Nếu mà dịch cái câu đó là gì? Án bệ sắc thệ, thuốc, thuốc, thuốc chữa lành bệnh, thuốc chữa tất cả bệnh. Thí dụ vậy đó. Trời ơi, tôi tưởng câu gì linh thiêng lắm, ai ngờ gì nói gì thuốc thuốc không đó. Thí dụ vậy đi. Nhưng mà thật sự ra thần chú là những câu mật ngữ. Mà đã là mật ngữ thì nó có nghĩa của nó chứ không phải là không. Nhưng mà để yên để làm chi? Để chúng ta khi hành trì chúng ta chú tâm, focus, hành trì. Và khi chúng ta hiểu được cái nghĩa, để chúng ta phát triển niềm tin và tinh tấn tu tập. Tất cả bài chú Đại Bi, Dược Sư, chú Vãng Sanh đều có dịch hết. Dịch để làm gì? Để cho mình hiểu cái nghĩa thôi. Nhưng khi mình hành trì, vẫn hành trì nguyện cái phiên âm chữ Phạn đó, để cho cái tâm mình nó nhiếp vào đó, nó chú tâm vào đó, để cái tâm mình nó an định. Phương pháp trì chú, phương pháp niệm Phật cũng không ngoài việc ngồi thiền, cũng không ngoài mục đích giống ngồi thiền, là để định cái tâm. Nhưng mà người ngồi thiền thì lấy hơi thở làm đề mục, định tâm. Người niệm Phật, niệm Phật lấy câu niệm Phật làm đề mục, định tâm. Người trì chú dùng câu thần chú, mật ngữ để định tâm. Cách nào cũng chỉ để là định cái tâm của mình. Bây giờ trong này xin nói một câu, trả lời câu cuối. Vị thầy vĩ đại nhất, người ta thường nói vị thầy vĩ đại nhất chính là ta. Vậy nên chẳng ai tin ai, chẳng ai nghe ai. Ngay giữa con, ngay trong giữa chúng con, nhiều người có nhiều năm học Phật, một số người nghiên cứu Phật pháp chuyên sâu, nhưng càng biết nhiều thì lại thường chê bai lỗi lầm nhau. Cứ ngồi lại bất cứ nơi nào trên thế giới đều chỉ thấy mỗi ta là đúng. Xin thầy khai thị cho chúng con làm sao dẹp bỏ cái ta xuống. Tại vì mình hiểu lầm cái chữ ta là tôi, cho nên mình mới khổ. Cho nên là chữ nghĩa nó đánh lừa mình. Chữ ta mà chư Phật muốn nói đó, nếu mình hiểu rằng ta là tôi, nghe không? Mà mình không có dẹp được nó thì mình bị nó làm tâng bốc mình lên.
Còn nếu mình biết rằng á, cái nghĩa thứ nhất, người thầy mà vĩ đại nhất chính là ta, đây là gì? Đó là cái sự tự tại, cái sự giải thoát của mình. Và sự thật mà nói, có ai dạy mình bằng chính mình dạy mình không? Bây giờ thầy có thương mình, thầy cũng đâu thể nào đi với mình suốt ngày đêm để mà kiểm thúc mình được. Mình phải tự mình làm một cái master của mình trong mọi cái hành hoạt, để mình đừng có gây khổ đau cho chính mình. Như vậy thì mình học cái ngã, ví dụ mình học cái ngã là tôi đi, cho dù mình nói là cái ngã đó là ta, nhưng mình học cái ngã đó là Phật muốn dạy là con người mình vốn không có ngã gì hết, không có cái ta. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa xưng Pháp Hòa là thầy, để Pháp Hòa ví dụ đi. Nhưng mà làm sao Pháp Hòa có được cái từ này nếu không có những người không phải là thầy? Ví dụ như người kia phải nhận họ là học trò, là đệ tử, thì cái danh thầy mình mới có chứ. Người ta vô ta kêu chào bà chủ thì người ta không phải chấp nhận người ta là công nhân, là nhân viên, để được mình đưa mình lên làm bà chủ. Như vậy cái chức bà chủ của mình là do những người khác chấp nhận làm nhân viên, làm nhân công, làm người làm, để cái chữ bà chủ của mình nó có mặt. Chứ thật sự bà chủ của mình là do người ta bầu do người ta nhân những chức khác để mình được chữ bà chủ. Thế bà chữ bà chủ này nó đâu có lạ gì đâu. Cho nên Pháp Hòa mới nói làm chủ nhà, làm chủ nhà hàng, làm chủ tiệm, làm chủ gì cũng không bằng mình làm tự chủ lấy mình. Nghĩa là mình làm chủ cái cơn sân hận của mình, cái cơn bực tức của mình nó mới quý. Cho nên ở đây á, Pháp Hòa không biết câu này từ đâu ra. Nhưng mà cho dù ta nói người thầy vĩ đại nhất của nhất chính là ta. Vì ta đây là gì? Đó là sự giải thoát của mình. Và nói đơn giản là không ai tự hướng dẫn bản thân bằng tự mình. Tự mình phải hướng dẫn mình thôi. Bây giờ thí dụ nguyên một bàn ăn nè, rồi ai biết mình cử cái gì, bệnh gì mà cử? Người ta có lòng người ta nấu ra thôi. Còn mình ăn được hay không, tự mình phải biết mà ăn để mình khỏi bệnh, thế thôi. Casino mở, nhưng nếu mình tự chủ được mình thì casino nó có mặt, nhưng mình không có mặt với nó. Vậy là mình làm chủ mình rồi chứ gì nữa. Mình làm thầy mình rồi. Cho nên địa ngục á, được dịch nghĩa là gì? Là có hay không. Có và không. Có là có với ai? Có với những người tâm tương đồng với địa ngục. Không là không với ai? Không là người tâm không có địa ngục. Ví dụ như casino có, nhưng người không có ghiền cờ bạc, thì casino đó có nghĩa lý gì với họ không? Không. Như vậy trong lòng họ không có casino, vậy thì casino đối với họ là không, mặc dù nó có đó. Nhưng bây giờ thí dụ trong cái thành phố này không có casino, nhưng mà ở một cái thành phố khác 3 tiếng nó có, thì cái người sống ở đây á, họ đã có casino rồi á, thì họ cũng sẵn sàng lái xe 3 tiếng để đi kiếm nó. Tại vì nó không có ở đây, nhưng mà nó có trong lòng họ rồi, thì bất cứ nơi nào có casino họ sẽ đi có mặt. Địa ngục được Phật giáo dịch là có không. Có là có với ai? Không là không với ai? Tội là tội với ai? Ví dụ mình không làm gì sai thì tội có gì đối với mình? Còn nếu mình có làm sai rồi á, mình chạy tội cũng không thoát. Cho nên tội nó có, và có với người tương đồng cái tội. Nhà tù ở đây có, nhưng mình không phạm pháp mắc mớ gì vô đó. Mà có muốn vô có ai cho vô? Tại mình không có tương đồng với cái nhà tù đó. Hiểu ý như vậy. Cho nên chữ ta đây là gì? Không phải là một cái tôi. Nhưng mà nếu mà có đi nữa đó, hiểu đó, là phải thấy cái tôi đó là không có gì hết. Chẳng qua mình được những cái khác thôi. Đó, bây giờ thí dụ mình nhìn cái tượng Phật, mình kêu đây là tượng Phật. Nhưng mà tượng Phật này do gì? Do xi măng, do nước, do cát, do nước sơn, nước màu, do ông thợ, do mình bỏ tiền ra đủ thứ hết, nhiều yếu tố. Không có gì ông Phật hết. Tiền không phải ông Phật, xi măng không phải ông Phật, cát không phải ông Phật, nước không phải ông Phật. Tất cả những cái không phải ông Phật gom lại
để đắp lên một cái gọi là ông Phật. Vậy thì ông Phật, ông có hiểu rằng ông Phật này có gì ông Phật hết á? Ta không là gì hết á. Chẳng gì ngày nay ta có ta là nhiều cái khác nó ủng hộ để mình có mình thôi. Hiểu như vậy thì mình không thấy mình là số dách, số một. Mình chỉ là một phần thôi. Quý vị có quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, thì quý vị cũng nhớ rằng Thầy Pháp Hòa chỉ là vị hướng dẫn cho quý vị để thực hiện Pháp quy y Tam Bảo, trở thành một Phật tử chân chánh tu tập. Chư Tăng trong mười phương, ở Việt Nam, ở Đức, ở Lào, ở Thái, vân vân, cũng đều là thầy của mình hết. Chứ không phải mình nói tôi chỉ biết có một ông thầy đó, không phải. Chữ Tăng là danh từ chung để chỉ cho tất cả những người tu tập. Và đạo đức của một người Phật tử như hồi nãy mà nói vậy đó, không sát hại sinh vật vì tôn trọng sự sống, không gian tham trộm cắp vì bảo vì tôn trọng tài sản của người khác, không tà hạnh ngoại tình vì bảo vệ và tôn trọng hạnh phúc của người khác, không nói những lời gian dối, lường gạt, đâm thọc vì tôn trọng lẽ thật, không rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy vì tôn trọng cơ thể, thân tâm của mình do cha mẹ trao truyền. Và đó chính là đạo đức. Mà bổn phận của người Phật tử là bỏ cái ác, nghĩa là sống năm thế này, làm cái lành là làm ngược lại những điều này. Và khi nào mình sống có đạo đức như vậy thì mình mới đúng là tinh thần của một Phật tử, một tín đồ của đạo Phật, biết quy y Tam Bảo và tu tập và chuyển hóa. Bởi vì tín đồ của đạo Phật không phải chỉ trở thành một tín đồ chấm hết, mà một tín đồ có thực chất, có cái chất của Phật, đó là tỉnh thức giác ngộ bằng cách bỏ ác làm lành. Chúc đại chúng an lạc, khỏe mạnh và cảm ơn đại chúng rất nhiều. Bây giờ xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng trước khi chúng ta qua phần khác. Xin đại chúng đồng đọc theo. Pháp môn xin nguyện học, ơn nghĩa xin nguyện đền, phiền não xin nguyện đoạn, quả Phật xin chứng nên.